đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 1776, Viên Tộc Tại sao sinh sống gần sông? Không phải vì sinh tồn mà để tu luyện bọn họ từ nhỏ dùng nước trong sông lớn, khiến tốc độ tu luyện của bọn họ tăng vọt, chỉ 10 vạn năm ngắn ngủi đã bước vào thánh cảnh, nói ra hù chết người. Người ở bên ngoài vất vả khổ cực tu luyện mấy ước năm có lẽ thất bại trong gan tất, gục ngã trước hằng hà cảnh đại viên mãn. Tại đây miễn uống nước sông rồi tu luyện thì thành tựu thánh vị dễ như chơi. Nhưng nước chỉ thích hợp bọn họ, người từ ngoài đến từng uống nước sông kết quả nổ banh xác tại chỗ cái này không liên quan đến tu vi vì trẻ con mới sinh ra tại đây cũng có thiên nhân cảnh phá hư cảnh có thể dễ dàng uống nước sông xem ra cần phối hợp hệ thống tu luyện đặc biệt của bọn họ càng lên thượng nguồn thì tinh hoa đại đạo ẩn chứa trong nước sông càng nhiều nên các bộ tộc hay đánh nhau ai cũng hy vọng mình sẽ được lên nơi cao hơn để bộ tộc của mình càng mạnh nói một hồi đoàn người đến viên tộc đây là một bộ lạc nguyên thủy to lớn lớn muốn chết nhưng không xây dựng thành thị mà dựng lều sang sát nhau không giới hạn. Một số dùng cây cối dựng phòng ở, hết sức đơn giản. Rất nhiều người, cỡ trăm vạn, ăn mặc kỳ lạ giống ba người trẻ tuổi này, toàn thân đầy hoa văn màu đen. Trừ bọn họ ra còn thấy những người từ ngoài đến đi trong nơi này như cắm lá cờ bắt mắt. Xem ra nơi này là điểm dừng chân đầu tiên của người từ ngoài đến. Đột nhiên ba người trẻ tuổi la lớn. Dân bản xứ xung quanh bao vây lại toát ra địch ý đáng sợ. Một nam nhân trung niên chen ra khỏi đám đông, hơi thở cực kỳ mạnh. Theo kinh nghiệm của Lăng Hàn đoán người này đến thánh vị nhưng chỉ cỡ tiểu thánh. Thánh nhân tại đây không đáng tiền, đi đâu cũng có thánh cấp. Đây xem như ảnh thu nhỏ của tiên vực, còn là tiên vực đã bị cắt lìa đẩy vào kẻ nứt cổ giới vậy mà vẫn đầy rẫy thánh nhân. Nếu đến tiên vực chắc thánh nhân nhiều như chó cảm giác ưu việt làm thánh nhân của vô tướng thánh nhân long ngữ sang bị đánh tan nát nam nhân trung niên lạnh lùng nói thả người ra tiểu cốt thấy nhiều người mới mẻ nên học vẹt theo thả người ra nam nhân trung niên liếc tiểu cốt lộ nét bực bội nhưng không để bụng tiếp tục bảo vào viên tộc của ta còn dám huênh hoang tiểu cốt lặp lại vào viên tộc bà nội nó nam nhân trung niên tức giận quát muốn chết nam nhân trung niên vỗ trưởng đánh vào tiểu cốt. Tiểu cốt không tránh né mặt cho trưởng vỗ trúng, người phát ra mấy tiếng trầm đục. Biểu tình tiểu cốt quái lạ, u ô ư. Sao người ở nơi này quái lạ vậy, cứ thích chào hỏi kiểu này. Nam nhân trung niên hoảng sợ, tuy gã chưa dốc hết sức vào một kích đó nhưng bị hóa giải dễ dàng vậy vẫn làm gã không tin được. Mặt xanh mét. Nam nhân trung niên thuộc lùi mấy bước kéo rộng khoảng cách với tiểu cốt bắt đầu vận chuyển công pháp. Ông 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 ông. Người tiểu cốt lại hiện ra vần sáng màu đen, đếm sơ có 9 cái. Tám vần sáng đầu thì đen thui, cái thứ chín màu hơi nhạt. Đây là bày ra cảnh giới hệ thống tu luyện của bọn họ, một vòng đen là một cảnh giới, chín vòng khá mạnh. Tương đương với sáng thế cảnh. Vòng đen màu đậm nhạt đại biểu tiểu cực vị, trung cực vị, tiền kỳ, hậu kỳ, đỉnh vân vân đây là quá trình biến đổi hoàn chỉnh lúc trước lăng hàn đã hỏi ba người trẻ tuổi nên biết rồi không phải bí mật lớn gì nếu hắn ép hỏi về công pháp tu luyện có lẽ ba người sẽ đánh trả mãnh liệt thà chết chứ không chịu khuất phục tiểu cốt không quan tâm nó nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải quay đầu nhìn lại nam nhân trung niên lộ vẻ mặt chán ghét u ô ư nó lộ ra sát ý lăng hàn ngạc nhiên tuy tiểu cốt rất kỳ lạ thích bắt chước nhưng hắn thấy nó chỉ là một đứa bé ngây thơ. Giờ tiểu cốt lộ sát ý làm lăng hàng giật mình. Tiểu cốt cũng từng là người của thế giới này, được rồi, ít nhất là một phần thân thể của người thế giới này. Tại sao nó lộ ra địch ý mãnh liệt với nam nhân trung niên? Tiểu cốt phát ra tiếng rống tức giận, ô u ư. Mắt tiểu cốt bắn ra luồng sáng màu lục. Tia sáng đánh vào người nam nhân trung niên, đánh đối phương nát bấy. Tiểu thánh thì sao, không chịu nổi một kích trước mặt tiểu cốt. Người xung quanh giật mình rồi hét chói tai, xoay người bỏ chạy. Tiểu cốt gãi đầu. Vẻ mặt hoang mang, ô ư. Sao mới rồi nó tức giận nhỉ? Có một số người từ ngoài đến lộ vẻ bất mãn với sáu người lăng hàng, các ngươi gây họa. Nơi này linh khí đầy đủ, sản vật phì nhiêu, chúng ta khó khăn lắm mới hiệp nghị với bọn họ cho phép ở lại đây tu luyện, trao đổi vật tự nhưng các ngươi giết người nơi này, chẳng khác nào hại chúng ta. Bọn họ la ó chỉ trích. Biết viên tộc sẽ trừng trị sáu người lăng hàng nên bọn họ không sợ sáu người, không thì ai dám láo trước mặt thánh nhân. Lăng hàng nhướng mày nói, các ngươi có cách xử sự của mình, chúng ta có cách của chúng ta, có tư cách gì ngang ngược chỉ trích chúng ta. Nghĩ tình cùng là võ giả thần giới nên ta không định so đo với các ngươi, còn lại nhảy nữa sẽ cho các ngươi ăn trái đắng đám người này không dám hó hé nữa, tóm lại trong sáu người lăng hàng có thánh nhân, bọn họ không dám trêu vào. Có mấy người rủa thầm, vênh váo cái gì, chờ chút nữa sẽ thành người chết. Tiếc cho ba cô nương kia, ai nấy đẹp kinh người tiếc rằng hoặc chết hoặc bị kẻ giả mang giày xéo. Lăng hàng thấy hết, sắc ý nổi lên chỉ một cái. Bốt! 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 Có mấy kẻ mặt lộ vẻ đáng kinh bị nổ đầu chết bà nội nó, tưởng hắn là người lương thiện mười kiếp, sẽ không khai sát giới sao. Đám người run cầm cập, chợt nhớ đến vi nghiêm của thánh nhân. Đây là tồn tại cường đại nhất thần giới, đại biểu cho ý chí thiên địa, sao có thể kinh nhờn. Vù 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 vù. Lúc này sâu trong bộ lạc có mấy bóng người bay ra, hơi thở cực kỳ mạnh như có thể chấn phá khung trời. Chắc chắn là đẳng cấp thánh vương vì hệ thống tu luyện khác biệt nên lăng hàng không thể đoán chính xác mấy người kia cụ thể đến đẳng cấp gì. một lão nhân nói, trấn giết hết. lão nhân đội mũ lông chim dài ba trường, cực kỳ sặc sỡ. nhìn mũ là biết địa vị của mỗi người, trang sức lông chim càng dài chứng minh địa vị càng cao. bốn người bên cạnh lão nhân cung kính nói, tuân lệnh tứ tộc lão. bọn họ nhảy ra bao vây sáu người lăng hàng lại chương 1777, một hệ thống tu luyện khác. Long ngữ sang vội thu Long Hương Nguyệt vào trong không gian thần khí. Nếu đại chiến bùng nổ sẽ là chiến đấu đẳng cấp thánh nhân, Long Hương Nguyệt bị vạ lây sẽ khó giữ được mạng sống. Ông 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 ông. Bốn người dốc hết sức vận chuyển công pháp, người bọn họ hiện ra vòng đen, đều là chính vòng. Màu đen của vòng thứ chín đậm hơn nam nhân trung niên nhiều so sánh thì bốn người này chắc đều là đại thánh tiểu cốt lại trở nên đầy sát khí biểu tình tức giận hét to ô ư ư mắt tiểu cốt phát sáng bùm 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 một luồng sáng xanh xẹt qua tiểu cốt quay đầu ánh sáng xanh quét qua bốn cường giả đại thánh cấp nhưng lần này bốn cường giả không chết chỉ bị ánh sáng lục cắt đứt thành hai khúc còn có thể khó khăn ghép lại được tứ tộc lão lộ vẻ hoảng sợ thực lực như vậy làm lão đứng tim tứ tộc lão sửng sốt sau đó kinh kêu ánh sáng lục ánh sáng lục ngươi ngươi là diệt thế giả trong truyền thuyết lão nhân biểu tình kích động chỉ vào tiểu cốt tiểu cốt bắt đầu nhái giọng ánh sáng lục ánh sáng lục ngươi ngươi người nơi này miễn không vận chuyển công pháp đó hiện ra vần sáng màu đen thì tiểu cốt biểu hiện rất biểu tình tứ tộc lão hú dài chốc lát sau có bốn cường giả lao ra ba cường giả mặt trang phục giống tứ tộc lão người cuối cùng đội mũ lông chim dài bốn trượng đấy là tộc trưởng của viên tộc tam tộc lão cười to bảo lão tứ ngươi không xử được đám chó đất từ ngoài đến sau giọng tam tộc lão ồn ồn như chuông đồng có mâu thuẫn với tứ tộc lão nên lúc này bắt lấy cơ hội trêu chọc. Tứ tộc lão biểu tình nghiêm nghị chỉ vào Tiểu Cốt nói, "Hắn có thể kích phát ánh sáng lục, ánh sáng lục diệt thế trong truyền thuyết." "Cái gì?" Bốn cường giả giật mình biến sắc mặt. "Thổ sư tương truyền một ngày nào đó sẽ có một người sử dụng ánh sáng lục xuất hiện phá diệt tất cả." Tiểu Cốt còn đang nghiêm trang học vẹt, "Lão Tứ, ngươi, Tiểu Cốt tự hỏi tự đáp." hắn có thể kích tiểu cốt nói chuyện càng lúc càng trơn tru thêm vài ngày thì sẽ không ngắt ngứa nữa năm người biểu tình trang nghiêm giơ tay lên trời dết ông 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 lực lượng của vô số người trong bộ tộc với cách quỷ dị tuôn vào cơ thể năm người đó là thực lực quốc gia hoặc ít ra là cùng loại người họ hiện ra chính vòng sáng đen đen như mực Tiểu cốt nhái lại, giết. Câu này rất ứng cảnh, vì khi tiểu cốt thấy vòng đen của đám người này thì nó cũng lộ ra sát ý mạnh mẽ. Tiểu cốt có mang đến tai nạn hủy diệt cho chỗ này không thì lăng hàng không thể khẳng định, nhưng hắn dám chắc một điều là tiểu cốt và người nơi này tuyệt đối là thế như nước với lửa. Nói chính xác hơn là tràn ngập đối địch với hệ thống tu luyện. Tiểu cốt chủ động lao lên, mắt bắn ra tia sáng lục, ánh sáng màu lục tràn ngập đôi tay nó, sức sống giàu dạt nhưng tràn đầy sức phá hoại. Nếu bị tiểu cốt đụng một chút thì thánh vương sẽ tiêu đời. Nhưng năm cường giả rút lực lượng bộ tộc, có thể xem như một loại thực lực quốc gia khác. Có lực lượng như vậy gia cố thì vòng đen trên người bọn họ trướng lớn một vòng. Năm người lao lên kịch chiến với tiểu cốt, giết. Bốn người lăng hàng không được bọn họ xem trọng, vì cho rằng bốn người yếu hơn bọn họ rất nhiều chỉ cần giải quyết tiểu cốt rồi từ từ giải quyết những kẻ từ ngoài đến này sau. Tiểu Cốt rất mạnh, sức chiến đấu mạnh hơn đỉnh thánh vương bình thường rất nhiều, có thể nói là trùng trong thánh vương. Nhưng tiểu Cốt đối diện năm thánh vương. Còn là thánh vương rút đi thực lực quốc gia. Năm người này quá cường đại, đặc biệt là tộc trưởng viên tộc, gã vốn là đỉnh thánh vương có sức chiến đấu khủng bố cộng thêm thực lực quốc gia thêm vào, đột phá cực hạng thánh vương, mạnh kinh người tiểu cốt không sợ hãi kịch chiến với năm người. Tiểu cốt chịu thiệt ở chỗ nó chỉ là một khúc xương, thân thể cưỡng ép ngưng tụ tinh hoa vật chất thiên địa hình thành nhưng không phải chân thật. Nó bị ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng tiểu cốt vẫn rất mạnh, ánh sáng xanh kích phát, sức phá hoại kinh người làm năm cường giả hết sức kiên dè. Năm cường giả vây công làm tiểu cốt rơi vào thế yếu, hết cách, bởi vì đối thủ của nó quá mạnh, tùy tiện một người đều có sức chiến đấu đỉnh thánh vương, người mạnh nhất thì nhảy ra khỏi đẳng cấp này. Lăng Hàng nói với ba người thiên phượng thần nữ. Các người lùi lại đi. Lăng Hàng hú dài lao vào chiến đoàn, hắn muốn giúp tiểu cốt một tay. Tứ tộc lão lạnh lùng cười vỗ trưởng vào Lăng Hàng, không biết lượng sức. Thiểm kích. Lăng Hàng tăng tốc độ. Vèo. Trong khoảnh khắc này tốc độ của Lăng Hàng đến cực hạn cổ giới. Tứ tộc lão hoàn toàn không ngờ, vì không đề phòng nên lăng hàng đã lao tới gần ngay trước mặt một đấm rực cháy cửu thiên hỏa đánh vào đầu lão cực nhanh như vậy ai không đề phòng đều sẽ trúng chiêu nhưng thánh vương dù gì là thánh vương huống chi đang có sức chiến đấu đỉnh cao trong tình huống này tứ tộc lão phun ra ngụm tinh khí cưỡng ép khiến nửa người trên nhanh chóng ngửa ra sau né thoát cú đấm của lăng hàng tứ tộc lão đá chân vào ngực lăng hàng ngăn hắn áp sát có thể nói trong trạng thái này phản ứng của tứ tộc lão rất hợp lý. Lăng hàng hừ một tiếng, nắm tay đập xuống đầu gối của tứ tộc lão. Bùng! Tứ tộc lão gào thét, văng ra ngoài, lão bị nổ một chân. Sức phá hoại của cửu thiên hỏa đáng sợ biết bao, lửa dọc theo đầu gối lan lên trên, muốn đốt nguyên người lão. Tứ tộc lão nhanh chóng quyết định chặt tay vào phần thân dưới của mình tách đôi ra, làm như vậy tuy lão bị tổn hại nặng nhưng thoát chết. Bốn cường giả khắc kinh kêu, lão tứ. Tứ tộc lão mặt trắng bệt nói, không sao. Thật ra tứ tộc lão bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, chặt đứt nửa khúc thân thể, mất đi nhiều tinh huyết, dù lão là thánh vương cũng cần nuôi nhiều năm mới phục hồi lại. Tứ tộc lão thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép mọc ra hai chân. Không thì trong chiến đấu đẳng cấp như vậy lão sẽ bị động. Tứ tộc lão nhắc nhở, cẩn thận tốc độ của hắn và ngọn lửa. Bốn cường giả khác gật đầu, cực nhanh đúng là đáng sợ, bọn họ cũng không cách nào bắt giữ dấu vết, phải tập trung tinh lực 120% phòng ngự. Sức sát thương của ngọn lửa kia quá khủng bố, một người ta phải chặt đứt mình. Chương 1778, kẻ hủy diệt. Năm cường giả nhắc nhở nhau, đừng xem hắn là cường giả cửu hoàng bình thường. Tiểu Cốt cực kỳ lạnh lùng, sát khí tràn ngập, lão luyện như một sát khí kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tiểu cốt chỉ có một mục tiêu, đó là trừ khử năm cường địch này. Chiến đấu tiếp tục, bởi vì năm cường giả đã cảnh giác nên cực nhanh của Lăng Hàng không đem lại hiệu quả bất ngờ nữa. Nhưng hắn vẫn gây rắc rối lớn cho bọn họ. Năm người phải hết sức cảnh giác, nếu Lăng Hàng đột nhiên lao lên thì có thể một kích trí mạng. Lăng Hàng dân trào tất cả sức chiến đấu, phát động sát trận, đây là vốn liếng để hắn ngay mặt đối kháng với năm cường giả. Nói đến sức phá hoại thì lạng một kiếm hơn một bậc, lăng hàng thi triển đại thần thông bất động minh vương kim thân. Sáu cánh tay cùng vung lên cùng lúc thi triển nhiều môn tiên thuật. Tiên ma kiếm và lạng một kiếm chém ra, kiếm quan cuốn động như rồng, cực kỳ đáng sợ. Phương xa, Long ngữ sang trợn mắt há hốc mồm nói, thì ra. Hắn mạnh như vậy. Long ngữ sang biết lăng hàng rất mạnh, rất yêu nghiệt, nhưng nàng không bao giờ ngờ người trẻ tuổi lúc trước Tu Vi bị nàng áp chế giờ tới sau mà vượt lên trước. Trở thành trung thánh, sức chiến đấu khiến nàng chỉ có thể ngước nhìn. Đầu óc Long Ngữ sang bối rối, chợt nhớ đến đề nghị hoang đường của Long Hương Nguyệt, mặt nàng đỏ hồng. Thiên phượng thần nữ thì vẻ mặt kiêu ngạo, đây là nam nhân của nàng. Thiên phượng thần nữ liếc thấy bộ dạng xấu hổ thẹn thùng của Long Ngữ sang, nàng biết bóng dáng lăng hàng để lại trong lòng đối phương khiến nàng nổi lên cảnh giác. Người đã vào hậu viện Lăng gia thì không tính, nhưng Thiên Phượng thần nữ tuyệt đối không đồng ý có người mới tham gia. Lăng Hàn, tiểu cốt liên hợp kịch chiến với năm cường giả. Với Lăng Hàn thì trận chiến này đột nhiên, vốn có thể tránh né nhưng giờ đã đánh nhau thì hắn không do dự nữa, dốc hết sức ra muốn trấn áp năm cường giả. Giữa bọn họ và tiểu cốt chỉ có một bên tồn tại, nước lửa khó hòa vậy thì lựa chọn của Lăng Hàng rất đơn giản. Giết. Yes. Kinh nghiệm chiến đấu của tiểu cốt gần như là bản năng, càng đánh nhau nó càng quen tay, không bản năng vận dụng những kỹ năng nữa mà chủ động. Cách này tối đa chỉ tăng thêm 20% thực lực cho tiểu cốt, nhưng trong chiến đấu kịch liệt như vậy cho phép trên lệch 10. 20% sức chiến đấu sao? Phe lăng hàng tạm thời chiếm ưu thế. Tộc trưởng viên tộc truyền âm thần thức cho bốn tộc lão, nguy rồi truyền thuyết là thật sự lục quan chi tử mang đến hủy diệt chúng ta mau đi trình tộc cầu cứu nhị tộc lão do dự nói nhưng bọn họ và chúng ta là kẻ thù truyền kiếp không biết chiến đấu đã bao nhiêu năm vô số tộc nhân của hai bên đã chết trước sự tồn vong của cả thế giới thì những thù hận này có là gì tộc trưởng viên tộc kiên quyết nói không chỉ trình tộc nguyên tộc kim tộc lỗ tộc tất cả tộc quần phải đoàn kết lại cùng nhau tiêu diệt mối họa này năm cường giả đồng ý thế là họ lùi ra cứ chiến đấu tiếp bọn họ sẽ chết lăng hàn đã đoán trước chạy được sao lăng hàn mở ra cửu thiên hỏa thành cái củi lớn năm cường giả vừa kinh vừa giận hỏng rồi đánh lâu bọn họ sớm biết sự đáng sợ của cửu thiên hỏa không dám để lửa dính vào người đó là họa sát thân nhưng dùng chiêu này cũng cực kỳ nguy hiểm với Lăng Hàn, vì hắn thả Cửu Thiên Hỏa ra là thiếu một vũ khí lớn uy hiếp năm cường giả, đẩy mình ra đằng trước hứng công kích. Quả nhiên năm cường giả ánh mắt lạnh băng nhìn Lăng Hàng chằm chằm. Giết tiểu tử này. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được nguy hiểm mạng sống, nên bất chấp mọi giá muốn tiêu diệt Lăng Hàng. Lúc trước bọn họ không nương tay nhưng chủ yếu là tấn công tiểu cốt, chỉ đề phòng Lăng Hàn, chủ yếu là phòng ngự lăng hàng chịu áp lực lớn sức chiến đấu của năm đỉnh thánh vương có một người sắp nhảy ra khỏi đẳng cấp này mỗi kích ập đến trời long đất lở có thể phá hủy hành tinh lớn hết cách lăng hàng muốn bắt trọn ổ năm cường giả thì phải liều mạng đánh trả tiểu cốt gầm rống nó ngây thơ đơn thuần lăng hàng là người đầu tiên nó gặp được đối xử rất tốt với nó khiến nó bất giác ỷ lại hắn năm người này vốn là đối địch trong số phận của nó Giờ còn muốn giết Lăng hàn, điều này chọc giận Tiểu Cốt. Tiểu Cốt nổi cùng người phát sáng. Vù 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 vù. Tiểu Cốt lấy ra binh khí. Là một khúc xương. Khúc xương là bản thể của Tiểu Cốt, nó cầm bản thể như cây gậy gõ đập. Đừng thấy xương không dài nhưng vung một cái ánh sáng xanh hóa thành kiếm hồng, sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải xương của Thánh Vương, ít nhất là đẳng cấp trảm trần bình thường bảo khí cấp trảm trần cũng vô dụng vì cảnh giới không đủ ngươi cầm tiên vương khí cũng không cách nào phát uy nhưng tiểu cốt thì khác vũ khí này là nó hình thành người cầm là khôi lỗi tiên cốt phát uy thử hỏi thần giới này mấy ai chặn lại được không làm năm cường giả tuyệt vọng là ánh sáng lục tuy cứng rắn nhưng người điều khiển thì không mạnh bọn họ có thể nhẹ nhàng trốn tránh nhưng lăng hàng bắt đầu kéo lưới cửu thiên hỏa hình thành củi bắt đầu teo nhỏ lại đè ép năm cường giả năm cường giả trống to đáng ghét nếu lưới lửa siết chặt thì bọn họ sẽ bị luyện hóa không gian biến nhỏ khiến họ khó né thoát công kích của tiểu quốc hơn tộc trưởng viên tộc hét to một tiếng huyết hải đại pháp người tộc trưởng viên tộc nổ tung thành mưa máu gã không chết mỗi giọt máu xuyên qua khe hở lưới lửa rồi ngưng tụ thành hình người biến ra bản thể bốn tộc lão cũng bắt trước, hóa thành mưa máu thoát khốn. Người đã chạy thoát nhưng ai nấy mặt không chút máu, vòng đen trên người mờ nhạt nhiều, hình như họ phải trả giá rất đắt. Sao có thể như vậy? Các tộc lão buộc phải dùng huyết hải địa pháp. Đây là kỹ năng giữ mạng, không đến bất đắc dĩ tuyệt đối không sử dụng. Những người từ ngoài đến làm sao có thể mạnh vậy được? Đẩy các tộc lão vào đường cùng. Tất cả người viên tộc đứng bên dưới hét lên. Mấy năm nay bọn họ thấy rất nhiều người từ ngoài đến, ai đều cục đuôi biết chuyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có hai kẻ xứ ngoài dùng ép tộc lão chật vật đến mức này. Tộc trưởng viên tộc hét to một tiếng, đi. Bọn họ không đánh lại hai người lăng hàng nên đi kiếm trợ thủ. Lăng hàng thi triển điện thiểm, ai chạy hắn liền chặn lại người đó. Chương 1779, Phỏng đoán lăng hàng phát hiện đám dân bản xứ tu luyện tốc độ rất nhanh sức chiến đấu cũng mạnh nhưng thuật pháp rất nghèo nàn như thể bọn họ chỉ biết một môn công pháp theo cảnh giới tăng cao bọn họ vận dụng pháp sơ sài đến tội ví dụ lăng hàng nắm giữ bao nhiêu tiên thuật cực dạ chi ám phi long tàn ảnh thủ tuế nguyệt thiên thu các pháp môn đều có uy lực lớn cường giả viên tộc không có cái nào hết chỉ có huyết hải đại pháp còn là dùng để giữ mạng nếu đối phương học được tiên pháp thì sức chiến đấu càng lên một bậc nhưng bọn họ tu luyện công pháp là hệ thống khác có vận dụng tiên pháp được không còn là dấu chấm hỏi vì vận dụng tiên pháp cần có điều kiện là công pháp như ngươi từ nhỏ luyện thương pháp đưa cho ngươi thanh đao thì làm sao phát huy ra uy lực của thương pháp đây may mắn bọn họ không biết dùng không thì kết quả hiện tại đã trái ngược đến lượt nhóm lăng hàng tìm cách trốn tim lăng hàng rất cái bịch chỉ có pháp, không có thuật mà sức chiến đấu của năm người đã mạnh như thế, điều này nói lên cái gì? Hệ thống tu luyện này rất khủng bố. Không cần thuật. Chỉ cần học pháp căn bản đã có thể bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố. Đây là chi nhánh của thế lực nào đó trong tiên vực sao? Không đúng, chưa từng nghe tiên vực có hệ thống tu luyện nào khác, tuyệt đối là việc lớn, thậm chí đảo điên. Hai loại hệ thống tu luyện có ưu điểm, khuyết điểm, cái yếu bị đào thải, cái mạnh thay thế. Nếu hệ thống tu luyện này ghê gớm vậy tiên vực nên dùng nó mới đúng. Vậy trên thánh nhân không phải gọi là trảm trần, có lẽ là cường giả thập hoàng. Dù chưa biết thời đại xảy ra sao động lớn trong tiên vực nhưng tuyệt đối không lâu cỡ ngàn ức năm, tức là gốc tiên vực này sớm bị chém rớt xuống vùi trong khe hở không gian cổ giới chứ không phải do sao động lớn năm đó. Khoan, có khi nào vì bóc chết hệ thống tu luyện này nên mới chôn vùi thiên địa này không? Nhưng có thể sáng tạo ra hệ thống tu luyện như vậy thì người sáng lập tất nhiên là tồn tại cực kỳ cường đại, sẽ bị vây khốn dễ dàng thế sao? Lăng Hàng không nghĩ ra, có lẽ sâu trong bí cảnh này có đáp án, có lẽ chờ khi hắn vào tiên vực, điều tra lịch sử mới tìm ra manh mối, ghép ra sự thật. Lăng Hàng vừa suy nghĩ nhưng ra tay không chậm chút nào hắn chặn đường năm cường giả rồi thi triển cửu thiên hỏa nhốt bọn họ lại. Dù bọn họ thi triển huyết hải đại pháp chạy đi cũng vô dụng, chẳng qua chết muộn chút. Năm cường giả gầm rống nhưng không vang xin. Giống như tiểu cốt bẩm sinh hận bọn họ, năm cường giả xem nó là kẻ thù không đội trời chung. Vậy chỉ có một chữ, chiến. Lăng hàn và tiểu cốt liên hợp, năm cường giả không tránh khỏi số phận bị chết. Không có thiên địa bi thương không có mưa máu lất phất, tựa như chó mèo gì đó chết. đây là vì ở trong bí cảnh, hay vì hệ thống tu luyện này không được thiên địa công nhận nên thiên địa sẽ không rung động vì chết một cường giả sức chiến đấu cấp thánh nhân. lòng lăng hàn tràn đầy tò mò. lăng hàn là một người có lòng tò mò rất lớn, huống chi chuyện này rất đáng suy ngẫm, có lẽ ẩn náu bí mật lớn động trời. sau khi tiểu cốt phát uy thì trở nên ngớ ngẩn, mặt ngờ nghệt khiến người không tin được nó là một trong tồn tại mạnh nhất thiên hạ đương thời lăng hàn không đại khai sát giới không thể bởi vì công pháp tu luyện khác nhau của ai đó mà phán bọn họ tử hình nhưng hắn không chút khách sáo hốt hết đồ trong viên tộc đám người lúc trước nhiều chuyện nói đúng sản vật của bộ tộc này thật là phong phú tuy không có thánh dược nhưng rất nhiều thần dược đẳng cấp hằng hà cảnh còn có nhiều thần thiết lăng hàn tìm được ba khối thánh cấp toàn bộ tộc hoảng sợ sợ đám người lăng hàng diệt tộc lăng hàng liên tục lên tiếng mấy lần mới khiến người viên tộc yên lòng lăng hàng lấy được công pháp tu hành của bộ tộc này xem kỹ quả nhiên là hệ thống tu luyện khác biệt nơi này tuy rằng linh khí đầy đủ vô cùng nhưng với dân bản xứ thì không có ích gì vì nguồn lực lượng của bọn họ không phải nguyên lực từ linh khí chuyển hóa ra mà là con sông lớn kia trong nước sông có vật chất thần kỳ có thể cung cấp lực lượng cho bọn họ về quy tắc cũng vậy chỉ có trong nước sông hoàn toàn khác với mảnh thiên địa này từ mặt nào đó thì đám người này ở trong thế giới khác xem ra phải đi đến nguồn con sông lớn xem thử nơi này cũng có đan đạo lăng hàng xem thử nếu luyện chế những đan dược này ra không có chút ích lợi gì cho người cổ giới thậm chí hại bọn họ bị thương nặng vì không cách nào tăng cường nguyên lực nó chuyển hóa thành lực lượng khác tên là hỗn lực Lăng Hàng muốn hỏi tiểu cốt nhưng nó chỉ biết nhái giọng, hoặc ú ớ. Không thể cung cấp manh mối gì. Lăng Hàng ở trong hắc tháp luyện hóa tử nhân cô, tẩy đi lực lượng ăn mòn trong đó chỉ còn lại vật chất có ích. Lăng Hàng vốn định chia sẻ với thiên phượng thần nữ nhưng nàng nhất quyết hắn dùng một mình được rồi. Thiên phượng thần nữ nói thế này, miễn ngươi bước vào đại thánh là có thể mang chúng ta cùng vào tiên vực, trong tiên vực có hàng đống thánh dược nên ta không cần gấp. Lăng Hàng gật đầu, nàng nói có lý. Lăng Hàng hay nữ hoàng, vũ hoàng, miễn ai đến đại thánh vị là có thể mở cánh cửa tiên vực ra, dùng không gian thần khí mang theo nhiều người vào tiên vực. Đương nhiên tốt nhất là Lăng Hàng trở thành đại thánh trước, vì hắn yêu nghiệt sau khi bước vào đại thánh sẽ có thể vào thiên kiếp lần nữa kiếm dịch lôi kiếp. Trừ Lăng Hàng ra không ai có thể dùng thứ này trong sáng thế cảnh. Nhưng sau khi bước vào tiên cấp rồi uống dịch lôi kiếp là được. Tuy Lôi hệ quy tắc trong cổ giới không bằng tiên vực nhưng cùng căn cùng nguyên, chẳng qua đẳng cấp nó hơi thấp, thuộc loại cơ sở. Nhưng nắm giữ cơ sở rồi tham khảo quy tắc Lôi hệ của tiên vực là sẽ từ từ tiến bộ. Lăng Hàn dùng tử nhân cô, thứ này trông ghê tởm, ăn cũng rất tẩm. Dù đã tẩy hết vật chất có hại nhưng vẫn nồng mùi tanh. Không có chút mùi thơm ngát mà thánh dược nên có. Lăng Hàn không nhai mà trực tiếp nuốt nguyên thánh dược. Hắn vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa dược lực. Một lát sau năng lượng khổng lồ dân trào trong cơ thể lăng hàng, hắn vội dẫn đường dược lực sinh ra nhiều ngôi sao hơn trong ngân hà đan điền. Một mặt khác vô số quy tắc hiện ra trong thức hải của lăng hàng. Sạc sở muôn màu không thể bắt giữ. Đó là vì gốc tử nhân cô này không phải sinh ra từ sát thánh vương mà là tồn tại cường đại hơn, người đó lĩnh ngộ quy tắc quá cao, lăng hàng không thể nghiệm được chương 1780, đỉnh trung thánh. Không sao, với lăng hàng hắn chỉ cần tích lũy nguyên lực, có luân hồi thụ, lĩnh ngộ quy tắc chỉ là việc nhỏ. Lăng hàng luyện hóa dược lực, ngôi sao trong người hình thành với tốc độ nhanh khủng khiếp. 6.000 vạn, 7.000 vạn, 8.000 vạn. Thánh dược có hiệu quả tăng cao tích lũy nguyên lực không quá tốt, nhưng không chịu nổi đây là một gốc thánh vương dược. Lăng hàng chỉ là trung thánh. Ký lực của hắn cường đại có thể chịu nổi dược lực cuồng bạo, nên mới có tốc độ tiến bộ khiến người hâm mộ. Cuối cùng số lượng ngôi sao là 9 vạn ,999, 999 ngôi sao, chỉ thiếu một cái là đến cực độ trung thánh. Nhưng ngôi sao này hơi khó tu ra, lăng hàng bế quan 15 ngày mới thành công. Giờ lăng hàng có tư cách trùng kích đại thánh. Lăng hàng thầm cảm khái, nếu không có bí cảnh này thì mọi người sẵn sàng vào tiên vực là vừa giờ phải đi tìm nhóm nữ hoàng. Nhưng nếu không có bí cảnh thì Lăng Hàng không thể nhanh chóng đến cực độ trung thánh. Lăng Hàng ra khỏi hắc tháp, trùng kích đại thánh vị cần có đủ lĩnh ngộ, dù có luân hồi thụ trợ giúp cũng cần tính thời gian bằng năm. Sao hắn yên tâm được? Đến cực độ trung thánh, sức chiến đấu của Lăng Hàng vọt lên đỉnh thánh vương. Dù Lăng Hàng không dựa vào sát trận cũng siêu mạnh, uy lực sát trận vẫn mạnh nhưng chỉ như dệt hoa trên gấm. Lăng Hàng thầm nghĩ, võ giả cuối cùng quan trọng nhất là bản thân cường đại. Sát trận có thể phụ trợ nhưng tuyệt đối không thể ỷ vào nó, giống như không thể cứ gặp nguy hiểm liền trốn vào hắc tháp. Lăng Hàng ra khỏi hắc tháp, năm người đi ra viên tộc tiếp tục dọc theo con sông đi tìm nguồn. Viên tộc ở đáy hạ du có năm sức chiến đấu cấp thánh vương, nhờ vào rốc lực càng lên đến đỉnh thánh vương và vượt qua cảnh giới đó, thế thì bộ tộc ở trung du, thượng du còn mạnh thế nào nữa? lăng hàn đã tìm hiểu kỹ viên tộc không thể đi đến trung du nên bọn họ chỉ biết thực lực mười mấy bộ tộc gần mình nhất ở hạ du bộ tộc mạnh nhất có mười thánh vương có lẽ trong bộ tộc thượng du có hàng trăm thánh vương lăng hàn không muốn đụng độ rắc rối như vậy vào lúc này phải tìm ra nhóm nữ hoàng trước rồi tính cho nên lăng hàn hết sức khuyên nhủ tiểu cốt tuyệt đối đừng hở chút đánh nhau lộ ra thân phận tiểu cốt nghe lời lăng hàn nói vừa gật đầu vừa kêu u ơ, tỏ vẻ sẽ cố kiềm chế không đánh nhau. dọc đường đi bọn họ không chút rắc rối gì, đi dọc theo bờ sông ngẫu nhiên gặp dân bản xứ thì sáu người cũng né tránh, không né được thì chiến đấu nhanh gọn. miễn không phải đẳng cấp thánh vương thì sức chiến đấu hiện tại của lăng hàn giải quyết dễ dàng. nhưng con đường càng lúc càng khó đi. con sông lớn này vô cùng quan trọng với dân bản xứ, ở hạ du còn đỡ bắt đầu từ trung du thì có cường giả tọa trấn bên bờ sống muốn đi dọc theo bờ phải vượt qua những cường giả này không chỉ là cường giả còn có sát trận trận pháp hoàn toàn khác với cổ giới uy lực kinh người đi đường vòng hay cứng rắn vượt qua đây lăng hàng vắt ốc suy tư lăng hàng quyết định đi đường vòng tiếp xúc hay cứng rắn xông vào đều cần thời gian không bằng đi đường vòng đỡ tốn sức nhưng rất nhanh lăng hàng nhận ra cách này không làm được sau khi đi trung du thì đường sông chỉ có một bình nguyên hẹp dài bên cạnh là núi cao bình nguyên bị mỗi bộ tộc chiếm cứ muốn đi đường vòng chỉ có thể leo núi nhưng núi không dễ đi chẳng những vòng rất xa hơn nữa trong núi không yên bình có yêu thú đẳng cấp đỉnh thánh vương cũng đúng mỗi bộ tộc sinh sống gần sông vì không để bộ tộc khác có cơ hội được đến nước sông nguồn cao hơn sao có thể cho người dễ dàng vòng qua được vậy thì không đi vòng lăng hàng dặn tiểu cốt không được nhái giọng lặp lại lời cường giả cấp thánh nhân nói chẳng khác nào nhục nhã người ta gần đây tiểu cốt nói chuyện trơn tru hơn không bị lắp bắp nữa lặp lại lời nói nhanh hơn bọn họ gặp bộ tộc trung du thứ nhất tên là nhạc tộc một đại trận khuếch tán lấy sông lớn làm cơ sở lực lượng đến từ dòng sông này cùng nguồn với hệ thống tu luyện nơi đây hệ thống trận đạo hoàn toàn mới những gì Lăng Hàn đã học không thể vận dụng tại đây. Muốn phá trận phải cứng rắn xông qua. Lăng Hàn nói, đi theo sau lưng ta. Quy lực trận pháp này cỡ thánh vương sơ kỳ, đám người thiên phượng thần nữ không thể ngăn cản. Tiểu cốt không tiện ra tay nếu không bọn họ khỏi phải điều đình gì nữa, chẳng những phải vừa đánh vừa đi cũng sẽ kinh động tất cả bộ tộc truy sát bọn họ. Long Hương Nguyệt đã sớm vào không gian thần khí, bốn người theo sau lưng Lăng Hàn tiểu cốt đoạn hậu thực lực của nó đủ mạnh lỡ như xảy ra tình huống đột ngột gì có thể cùng lăng hàng một trước một sau giúp đỡ mọi người lăng hàng vỗ trưởng phá trận pháp ung dung đi vào trận pháp hay công kích đều không thoát khỏi một quy luật cơ bản là lấy thực lực làm đầu thực lực hiện giờ lăng hàng bằng đỉnh thánh vương không cần quan tâm trận pháp dựa theo hệ thống gì hắn không cần tìm điểm yếu nào cứ trực tiếp dùng sức mạnh phá mở lực lượng khủng bố của lăng Hàn trấn áp, quy lực trận pháp không khởi động được. Tập pháp như biển, bọn họ có năng lực tránh nước, mở ra một con đường an toàn. Ba người thiên phượng thần nữ tặc lưỡi lấy làm kỳ, quy lực trận pháp cuồng bạo cách hai, ba thước gầm rống nhưng không thể đến gần thêm một ly. Một giọng nói lạnh lùng vang lên kiểu thần thức trong đầu mỗi người. Hừ! Ai dám ngang nhiên xông vào nhạc tộc ta? Lăng Hàn mỉm cười nói, đạo hữu, ta chỉ muốn mượn đường, xin châm trước cho. Người từ ngoài đến. Giọng nói tạm dừng, ngẫm nghĩ rồi nói, các ngươi đi dọc bờ sông đừng đi quá xa, nếu vào trong tộc của ta thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Ý là cho qua. Lăng hàn gật đầu, đây không phải bởi vì người đó dễ nói chuyện. Chỉ vì hắn biểu hiện ra thực lực đủ mạnh nên đối phương đồng ý cho đi, khỏi phải sinh sự. Nếu đổi lại đám người thiên phượng thần nữ ở ngoài trận năng nỉ thì người ta có thèm quan tâm. Có thực lực thì nói chuyện mới có sức nặng, không thì miễn bàn. Lăng Hàng sẽ không vạch thẳng ra, tự hiểu ngầm được rồi. Lăng Hàng bước nhanh đi tới, chợt phát hiện uy lực trận pháp yếu rất nhiều. Là do người của nhạc tộc cố ý khống chế trận pháp, bày ra thiện ý với họ. Lăng Hàng cười cảm ơn, đa tạ đạo hữu. Người đó im lặng. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1781, Bộ tộc Thượng Du Nửa nén nhang sau bọn họ ra khỏi trận Pháp, trước mắt là bình nguyên mênh mông nhưng vẫn trong lãnh địa của nhạc tộc. Trận Pháp thường để phòng ngừa bộ tộc Hạ Du nên chỗ này không có trận Pháp bảo vệ. Đi lên chút nữa là ra khỏi lãnh địa nhạc tộc, sẽ thấy bộ tộc khác bày ra trận Pháp phòng ngừa nhạc tộc. Lăng Hàng ngừng lại cười nói với Tiểu Cốt lần này tiểu cốt biểu hiện rất giỏi. Hừ, ai dám xông vào nhạc tộc ta? Đạo hữu, ta chỉ muốn, Lăng Hàng mới mở miệng đã thấy tiểu cốt hớn hở bắt chước lặp lại đối thoại của Lăng Hàng và người nhạc tộc. Bốn người bật cười, chắc lúc trước tiểu cốt rất cố gắng kìm nén, giờ thì sốt ruột muốn nhái giọng. Tiểu cốt lặp lại xong mờ mịt nhìn bốn người. Tại sao bọn họ cười? Tiểu cốt nghiêng đầu u ơ, cười khờ, ô ư u. Đi một ngày sau đằng trước xuất hiện một trận pháp. Năm người cứng rắn xông vào, là lãnh địa của đồng tộc. May mà cường giả giữ trận pháp không muốn đánh nhau, lăng hàng khách sáo nói mấy câu thì cường giả đó cho đi nhưng không hiền như người nhạc tộc, không suy yếu uy lực trận pháp, coi như chưa từng thấy năm người. Bọn họ khá may mắn, chỉ cần khách sáo nói ngọt vào câu là được cho qua. Ai ngờ vào khu vực thượng du, ngay từ cửa thứ nhất đã gặp rắc rối. Khi bọn họ vào trận pháp liền nghe tiếng quát nạt lạnh lùng, cút. Lăng hàng nhướng mày, mới đụng mặt đã có thái độ này, xem ra hơi khó mượn đường. Bộ tộc thượng du rất bá đạo. Lăng hàng lạnh nhạt nói, đạo hữu. Chẳng qua muốn mượn đường. Người kia gây gắt nói, kêu các ngươi cút không nghe sao. Lăng hàng bước nhanh tiến lên, giận dữ nói, ha ha, không biết cút nên thứ lỗi không làm theo được. Người kia cười khẩy nói, to gan. ầm Trận pháp bộc phát uy lực lớn, một con mảnh thú màu đen đột nhiên xuất hiện tấn công năm người lăng hàng. Mảnh thú trông như sư tử lớn nhưng đầu mọc đôi sừng. Có chín cái đuôi. Là người kia chủ động vận chuyển trận pháp công kích nhóm lăng hàng. Lăng hàng chỉ một cái. Ông 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 kiếm khí chuyển động diệu chính tầng trời chém mảnh thú thành hai nữa. nhưng mảnh thú là đại trận diễn hóa, có bị chém thành hai khúc cũng không chết, ngược lại hấp thu uy lực trận pháp từ một biến thành hai con. ha ha ha, đây là vạn tượng đại trận, các ngươi càng chống cự càng kích phát ra uy năng mạnh hơn của trận pháp, căn bản là tự tìm chết. người đó cười nói, người xứ ngoài khốn kiếp, các ngươi đều nên chết đi nghe giọng điệu thì người này ghét người ngoại địa có lẽ chỉ là chịu khổ trong tay người xứ ngoài nên trút giận lên năm người lăng hàng lăng hàng thả thần thức ra uy lực trận pháp tuy rất mạnh sẽ tổn thương thần hồn nhưng thần thức của hắn bây giờ cực kỳ cứng cỏi vốn không phải sợ hắn tung hoành trong trận pháp đây không phải mê trận nên lăng hàng nhanh chóng định vị người giữ trận pháp đó là một nam nhân cao to để mình trần đầu đội mũ lông chim vì gã dốc hết sức vận chuyển trận pháp nên người hiện ra chính vòng đen. Chính vòng đen, vòng thứ chín không đủ đen, phỏng chừng tu vi tương đương với đại thánh trung kỳ. Nam nhân phát hiện lăng hàng dòng ngó, có nắm tay lại đấm vào thần thức của hắn, hừ. Dám thả thần thức tới đây, ngươi ngại chết chưa đủ nhanh. Vèo. Lăng hàng thu thần thức về ngay, bình tĩnh nói, ta đến tìm ngươi. Lăng hàng rẽ đường đi hướng nam nhân, Tốc độ của hắn mau kinh người khiến nhóm thiên phượng thần nữ đi theo hơi vất vả. Lăng hàng liên tục vung hai nắm đấm bùng bùng nổ nát đám mảnh thú lao lên. Hậu quả là mảnh thú càng lúc càng đông không ngừng xông lên tấn công. Mỗi con mảnh thú biến ra từ trận pháp đều có sức chiến đấu thánh vương sơ kỳ, vài con còn dễ nói, nhưng khi đến mấy trăm con thì sức chiến đấu bằng đỉnh thánh vương, khiến lăng hàng tốn chút công sức, quan trọng là số lượng mảnh thú không ngừng tăng nhiều nam nhân giữ trận pháp cười nhạt. Ngươi cứng rắn xông vào làm sao có thể chạy đến trước mặt ta được. Không đi nổi một phần ba ngươi sẽ bị mảnh thú vây khốn, đàn sói ăn thịt hổ. Nhưng lăng hàng cường đại hơn xa nam nhân phỏng chừng, đi xong bốn phần năm con đường hắn mới bị mảnh thú nhiều như biển bao vây, không tiến thêm được một bước nào. Nam nhân cười khẩy nói, ha ha ha, chưa từng thấy ai ngốc nghếch như ngươi. Trận pháp này đặc biệt, bạo lực phá hỏng là không có tiền đồ. Sách lược tốt nhất là dùng tu vi của mình cứng rắn suy yếu nó, chỉ thủ chứ không tấn công tránh cho nhiều trận thú hơn xuất hiện, mới có cơ hội đi ra đại trận. Nhưng làm như vậy thì người giữ trận màn khởi động tấn công dồn dập là có thể buộc người vào trận luống cúng tay chân. Ngươi sẽ dốc hết sức ra hoặc không? Lăng Hàng không quan tâm, hắn không ngừng tung nắm đấm đánh nát các con mảnh thú khiến trận pháp diễn hóa nhiều hơn nữa đám người thiên phượng thần nữ khó hiểu, làm vậy chẳng khác gì tự chút rắc rối. Lăng hàng cứ đấm, số lượng mảnh thú đã trên 10 vạn, tuy chúng không thể tập thể ùa lên công kích nhưng mấy trăm, mấy ngàn con cùng lao lên đủ làm đỉnh thánh vương chảy mồ hôi lạnh. Nhưng khi lăng hàng lại đánh nát một con mảnh thú, mảnh thú hóa thành trăm mảnh nhỏ ngưng tụ ra thân thể. Nhưng chỉ hóa thành khối không khí màu đen không ngừng vùng vẫy chứ không biến ra trăm con mảnh thú như lúc trước. Không chỉ thế, mười mấy vạn ảnh thú đã hình thành không tấn công nữa, chúng nó như uống say lão đảo đi. Có chuyện gì? Đám người Thiên Phượng thần nữ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn ngừng tay, nói, dù là trận pháp hay con người đều có hạn mức cao nhất. Dù ngươi có tiềm lực mạnh mấy nhưng bị ép đến tận cùng thì ngươi sẽ tan vỡ ngay. Trận pháp cũng vậy, khi bị ép đến cực hạn sẽ tự động tan rã. Như chú giải lời Lăng Hàn nói, hắn mới dứt lời thì có tiếng ầm ầm đại trận tự tan vỡ đám mảnh thú lần lượt nổ tung lăng hàn không hiểu trận pháp hệ thống khác nhưng hắn là đại sư trong trận đạo trận pháp nào đều có một điểm chung là có mức giới hạn cao nhất khi ngươi đánh phá giới hạn cao nhất thì trận pháp sẽ tự nhiên bị phá giải ầm đại trận tan vỡ phương xa hiện ra một nam nhân mình trần mặt thộn ra nam nhân có nghe lời giải thích của lăng hàn nhưng vẫn khó hiểu gã như gặp quỷ. Đồ biến thái. Nói thì đơn giản nhưng muốn ép trận pháp lên đến vượt cực hạn thì phải gánh chịu uy lực cực hạn của đại trận trước. Mấy vị tộc lão cũng không thể làm được, chỉ có tộc trưởng đại nhân mới có thể. Người ngoại địa trẻ tuổi này có sức chiến đấu bằng tộc trưởng. Chương 1782, phá trận. Quá đáng sợ. Lăng hàng túng người đó tới gần, ngươi đã bị chó cắn sao? Tại sao căm hận người xứ ngoài như vậy? Lăng Hàn đoán vậy vì nhóm đại hắc cẩu đều vào đây, bản tính tiện của con chó kia rất có thể cho nam nhân này ăn đau khổ cũng không lạ. Nam nhân đỏ mặt, bộ dạng quê quá hóa giận. Cái này. Lăng Hàn bật cười, hắn thật sự đoán trúng. Nam nhân trống to tấn công Lăng Hàn dồn dập, liều mạng với hắn, không được cười. Nhưng sức chiến đấu của nam nhân là đại thánh cấp, làm sao đấu với Lăng Hàn nổi? Lăng Hàng tùy ý nhấn một cái nam nhân bị đè dưới đất, giang hai tay hai chân. Nam nhân kêu căng nói, mau thả ta ra, nếu không các ngươi đều phải chết. Vì đang ở địa bàn của triệu tộc, trong lãnh địa của mình thì gã sợ ai? Trong tộc có 27 cường giả đỉnh cửu hoàng. Chọn đại một người đi ra đủ ngang sức với thanh niên ngoại địa này. Lăng Hàng mỉm cười nói, tù nhân mà dám kiêu ngạo. Xem ra ngươi chưa ăn trái đắng ta hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó không thì ha ha ngươi tự cầu phúc đi nam nhân rống to ngươi dám đại trận đã tan vỡ trong tộc chắc chắn có người chạy tới ngay gã ngán ai lăng hàng cười nói với thiên phượng thần nữ long ngữ sang các nàng quay đầu đi thiên phượng thần nữ làm theo long ngữ sang tò mò hỏi tại sao trệt lăng hàng chỉ một cái quần dưới người nam nhân trách toạc từ mình trần biến thành trần truồng long ngữ sang vội quay đầu đi mặt đỏ rực nàng rất muốn nhéo đau lăng hàng nam nhân xanh mặt lắp bắp ngươi ngươi làm cái gì đường đường là cường giả cửu hoàng vậy mà bị người xé rách quần áo lộ ra thứ xấu xí Giả xấu hổ muốn chết lăng hàng bình luận nhỏ tiểu cốt lặp lại nhỏ nam nhân sắp xỉu bị trần truồng trước công chúng chả là gì còn bị người ta bình phẩm cậu nhỏ các ngươi quá đáng còn chơi kiểu hát bè phản đối nhục nhã người tàn ác còn hơn con chó hoang kia lăng hàn mỉm cười nói bây giờ chịu trả lời chưa ha ha nếu không ngoan thì tiếp theo không phải bình phẩm mà sẽ treo ngươi lên đưa về trong tộc cho mọi người quan sát bảo kiếm của ngươi nam nhân rung giọng nói đừng nếu làm vậy thì sau này gã còn mặt mũi nào gặp người. Vậy thì ngoan ngoãn trả lời đi. Lăng Hàng thản nhiên nói, ngươi ở đây gặp được mấy nhóm người từ ngoài đến. Nam nhân mất đi ý chí chống cự, trả lời nhanh, có một nhóm. Lăng Hàng hỏi, gồm những ai? Rất nhiều, ít nhất cỡ 100 người. Kể ra cụ thể. Nghe nam nhân tỉ mỉ nói một lần Lăng Hàng mới biết 4 năm rưỡi trước nhóm nữ hoàng đã tới đây, quả nhiên toàn là mấy thánh vương cấm địa đi chung, còn một số tiểu bối khác cộng lại khoảng 100 người. Đại hắc cẩu cũng ở trong đó, bọn họ giống như sáu người lăng hàng đoạn đầu đi suôn sẻ nhưng đến đây thì bị ngăn lại. Đại hắc cẩu và nam nhân xung đột. Nó lặng lẽ lẻ lẻn vào trong trận cắn mông gã thành ba mảnh. Trải qua giao thiệp đám người nữ hoàng được cho đi, nam nhân thì căm thù người ngoại địa tột đỉnh. Giờ nhóm lăng hàng rơi vào tay gã nên muốn làm khó dễ, kết quả ăn trái đắng lần thứ hai. Các cường giả triệu tộc đã chạy tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn năm người lăng hàng, người từ ngoài đến, các ngươi rất quá đáng. Triệu tộc xuất động sáu cường giả, đây chưa phải toàn bộ thực lực của bọn họ, phỏng chừng cho rằng bấy nhiêu đây đủ trấn áp nhóm lăng hàng rồi. Lăng hàng thầm khó chịu, hắn liếc mắt qua nói, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta, không thì người nằm xuống đâu không chỉ có một mình hắn. Sáu người quát nạt, càng rỡ. Tuy bọn họ không phải đẳng cấp tộc lão nhưng đều là cường giả trung cửu hoàng. Sánh bằng cường giả thánh vương sơ kỳ thậm chí trung kỳ. Sáu người tấn công lăng hàng, bắn hắn lại. Lăng hàng tùy tay túng nam nhân dậy nắm mắt cá chân của gã, biến gã thành vũ khí ném hướng sáu cường giả. Vèo. Lăng hàng múa người kêu vù vù. Nam nhân sợ hãi mặt xanh mét vội vận chuyển lực lượng chạy toàn thân, nếu đụng phải cùng tộc thì gã bị vỡ thành bột phấn sáu người kia nhảy vọt ra ngoài tránh cho ngộ thương tộc nhân. Bọn họ kích tướng, chiến đấu mà giữ con tin thì có gì hay ho. Lăng hàng thét dài, liên quan gì các ngươi. Lăng hàng cầm vũ khí to lao vào sáu người, dùng nam nhân như thanh kiếm. Ông 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 ông. Lăng hàng thật sự vận chuyển ra kiếm khí bắn ra từ cơ thể nam nhân. Nam nhân khổ muốn chết, dù gã dốc hết sức vận công bảo vệ nhưng sao chịu nổi kiếm ý của lăng hàng thoáng chốc da chốc thịt bong, máu me nhầy nhụa. Lăng Hàng đánh sướng tay, ném nam nhân sang bên, hắn lao vào sáu người. Bùm 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 bùm. Quyền đấm cước đá, rất nhanh Lăng Hàng trấn áp sáu người. Cực nhanh của hắn vốn không ai trốn thoát được. Tiểu Cốt đứng bên cạnh nghiêng đầu xem, bây giờ nó là miếng bọt biển không ngừng hấp thu tất cả, ở trong lòng nó Lăng Hàng có sức ảnh hưởng lớn nhất. Khiến nó từng hành động đều bắt chước hắn lăng hàng khoanh tay đứng đã gây sự đến mức này thì hắn sẽ không rút tay về một lúc sau lại có cường giả của triệu tộc chạy đến lần này đông hơn cỡ trăm người lăng hàng phải cảm khái một câu nơi này có thật nhiều cao thủ trăm người đều là cường giả cửu hoàng có mười mấy người cửu hoàng đen như mực đến đỉnh thánh vương mấy nhiều kẻ thù không độ trời chung mắt tiểu cốt xanh ngắt may mắn nó nhớ kỹ lời lăng hàng dặn nên cuối gầm mặt không nổi điên lên không để ai thấy nó khác lạ trí tuệ của tiểu cốt càng lúc càng cao ngày càng nhân tính hóa một lão nhân đầu đội mũ lông chim dài năm trước mở miệng nói thả người ta mũ lông chim của lão nhân dài nhất chắc là tộc trưởng của triệu tộc mặt lão lạnh băng mắt chất chứa lửa giận như sấm sét lăng hàng lắc đầu nói lão già ta không thích nghe giọng điệu ra lệnh đó, hãy sửa lại thái độ rồi nói chuyện tiếp. Một tộc lão tấn công, muốn chết. ầm, uhm. bàn tay to vươn ra, các hoa văn màu đen nổi lên, mơ hồ thấy trời trăng sao, khắc hẳn công pháp của cổ giới. Lăng hàng đấm một cú, dằn co kịch liệt không khoan nhượng. Bùng, ta chạm một đòn rồi tộc lão kia lão đảo, biểu tình ngạc nhiên. Tộc lão cho rằng hơi thở của Lăng Hàng yếu hơn mình nhiều, lúc trước đã đánh nhau với người ngoại địa rồi, tuy hai bên không chung một hệ thống tu luyện nhưng tộc lão phán đoán được. Cú va chạm này khiến tộc lão rất bất ngờ, đối phương không yếu hơn gã chút nào. Chương 1783, Tiền chuột Tộc trưởng triệu tộc hắn giọng, khụ. Tộc trưởng giơ tay nhấn không khí ra hiệu tộc lão kia đừng tấn công nữa. Người từ ngoài đến, nếu các ngươi muốn mượn đường thì được rồi lập tức thả người và xin lỗi chúng ta kèm theo lễ xin lỗi các tộc lão la lên tộc trưởng làm như vậy quá hời cho bọn họ tộc trưởng triệu tộc lắc đầu nhỏ giọng nói lấy việc lớn làm trọng gần đây bọn họ đang tích lũy chờ đánh nhau với lan tộc và phút then chốt này không ai muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vì lăng hàng đã chứng minh thực lực của hắn không thể xem thường các tộc lão bực tức nhưng không phản đối nữa bọn họ thầm quyết định chờ khi nào nhóm lăng hàng quay về sẽ cho biết tay muốn thăm dò bí mật tận cùng thượng du nằm mơ tổ tiên các tộc sớm thăm dò chỗ đó rồi nhưng không được phép tới gần cứng rắn xông vào chỉ có đường chết nên đám người ngoại địa như lăng hàng chỉ đành trở về đường cũ bọn họ nhìn lăng hàng coi như đám người này may mắn có thể sống thêm vài ngày lăng hàng lắc đầu nói các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm ta không phải đến mượn đường bảy người này hiện tại là con tin của ta các ngươi nói cái giá đi giá cả vừa lòng ta sẽ trả lại cho các ngươi nếu không thì giết chết ngay bây giờ bảo đảm tươi mới ngươi dám trấn lột chúng ta tất cả cường giả triệu tộc nổi giận tộc trưởng cũng sắc mặt âm trầm lộ ra sát ý lúc trước tộc trưởng nhường bước không phải vì sợ lăng hàng mà không muốn phá hỏng bài bố công kích lan tộc ngươi muốn chết sao? Tộc trưởng triệu tộc mất kiên nhẫn lạnh lùng nói, bắt lấy. Một tộc lão bước ra, lão lục, chúng ta cùng nhau lên đi. Gã là thất tộc lão của triệu tộc, là huynh đệ ruột của lục tộc lão. Hai người liên hợp ăn ý nhất. Lục tộc lão bước ra, được. Hai người đứng sóng vai bên nhau, ánh mắt lạnh băng nhìn lăng hàng chầm chầm, mặt không biểu tình như đang nhìn người chết. Lăng hàng mỉm cười, thi triển đại thần thông bất động minh vương kim thân, sáu cánh tay cùng thò ra túng sáu con tinh dưới đất lên làm binh khí, đến đây đánh đi. Cái này, ngươi quá vô sĩ, lấy con tinh làm vũ khí. Bắt hai người thì thôi đi, ngươi túng cả sáu, nếu không phải ngươi chỉ có sáu cánh tay có khi nào cũng chọc luôn người cuối cùng không? Ý nghĩa này cũng nổi lên trong đầu lăng hàng. Hắn nghĩ nếu có thể diễn hóa thêm bốn cánh tay vậy có thể tiến thêm một bước, khiến số lượng lên 6, 8 hay thậm chí nhiều hơn nữa không? Có thể thử một lần, có lẽ phải trả giá vô số thời gian nhưng rất đáng để thử. Lục tộc lão, thất tộc lão ném chuột sợ vỡ đồ, cứ thế không dám ra tay, sững sờ nhìn Lăng Hàn. Chưa từng thấy ai mặc giày vô sĩ đến vậy. Lăng Hàn nói, không đánh thì thương lượng tiền chuột đi, nếu quá thấp đừng trách ta giết con tin. Cường giả triệu tộc mặt xanh mét, dù trong tộc bọn họ dễ ra cường giả nhưng hiếm ai đến cửu hoàng, là nhân tài không thể bị tổn thất được. Vì Hạ Du còn có bộ tộc khác như Hổ Trình Mồi, thực lực của họ hơi yếu một chút sẽ bị tấn công không chút nương tình để thay thế vị trí. Một số bộ tộc thua trận lùi xuống Hạ Du, một số bị tiêu diệt biến mất trong dòng sông lịch sử. Tộc trưởng Triệu tộc mở miệng nói, 100 gốc thần dược đỉnh cấp. Tộc trưởng Triệu tộc vung tay phải tới trước ném ra một đống thần dược vì rất nhiều nên chỉ thấy ánh sáng thần tính đang xen vào nhau. Lăng Hàng thịt mũi nói, các ngươi nghĩ ta là ăn mày sao? Lấy thứ như vậy đuổi ta đi. Những thần dược này cao nhất chỉ được thập lục giai. Lăng Hàng chợt xé một cánh tay trên người con tinh xuống ném hướng các cường giả triệu tộc. Với cường giả thì gãy tay mọc ra cái mới dễ như chơi, nhưng Lăng Hàng làm như vậy là nói cho bọn họ biết hắn chẳng sợ gì hắn dám xé tay thì tiếp theo dám bẻ cổ tộc trưởng triệu tộc lạnh lùng hỏi đã rất tức giận ngươi muốn cái gì chỉ cần cứu về con tin là gã xử làm thịt lăng hàng ngay tạm giác chiến tranh với lan tộc sang một bên triệu tộc chưa từng bị ai ăn hiếp như vậy nếu không trút ra cơn tức này thì bọn họ khỏi phải lăn lộn nữa tộc lão khác cũng cùng ý tưởng giờ ngươi cứ hoành hành đi lát nữa cho ngươi khóc lăng hàng ngẫm nghĩ nói mười gốc thánh dược tộc trưởng triệu tộc lắc đầu nói không thể nào đùa ngươi tưởng thánh dược là rau dại sao dù sản vật chỗ này phong phú nhưng thánh dược vô cùng quý giá lăng hàng nhân nhượng bảy gốc vừa lúc mỗi người đền một gốc các ngươi đừng nói một thánh nhân không bằng một gốc thánh dược cường giả triệu tộc biết thánh nhân ý là cường giả cửu hoàng bọn họ sẽ không nói cửu hoàng không bằng thánh dược tuy có sông lớn trợ giúp nhưng rất khó khăn để thành tựu một cường giả cửu hoàng. Có thánh dược trợ giúp thì khả năng thành công tăng cao rất nhiều. Cường giả triệu tộc dứt khoát nói, tối đa chỉ một gốc. Trong tộc chỉ có ba gốc thánh dược, và chỉ là trung thánh dược. Lăng hàng nhìn biểu tình của đối phương liền biết đây đã là cực hạn, nếu không phải bọn họ ý định trao đổi con tin xong sẽ cướp về thánh dược thì còn lâu mới đồng ý nhường nhịn. Lăng Hàn cười nói, một gốc thánh dược quá ít, vào thêm sáu khối thánh liệu. Tổ cha ngươi, cường giả triệu tộc nổi giận. Ngươi không biết khách sáo là gì, tưởng thánh dược và thánh liệu có đầy đường sao. Tộc trưởng triệu tộc trầm ngâm rồi gật đầu nói, được rồi. Tộc trưởng triệu tộc không chịu giao nhiều thánh dược ra vì sợ bị lăng hàng ăn mất, dù giết hắn mổ bụng ra cũng không lấy lại thánh dược được. Tổn thất quá lớn. Thánh liệu thì khác, ngươi có thể ăn nó sao? đừng nói ăn, ném cũng không sức mẻ được. Đưa cho ngươi thì có sao, tay trái dao, tay sau lấy lại là xong. Các tộc lão cũng nghĩ đến điều này nên không phản đối nữa. Tộc trưởng triệu tộc khoe ra một gốc thánh dược, sáu khối thánh liệu, giao dịch đi. Tộc trưởng triệu tộc dùng hồn lực trói tất cả lại đẩy hướng lăng hàng. Lăng hàng dùng nguyên lực cột bảy con tinh đẩy hướng tộc trưởng triệu tộc. Hai bên cùng lấy, lăng hàng lập tức thu thánh dược và thánh liệu vào hắc tháp có thêm một gốc thánh dược hỗ trợ sẽ rút ngắn thời gian hắn bước vào đại thánh gấp mấy lần chỉ cần lăng hàng vào đại thánh vị nguyên cổ giới có ai đánh lại hắn tộc trưởng triệu tộc lao lên trước nhất ra tay tộc trưởng triệu tộc công kích lăng hàng vận chuyển hồn lực toàn thân tộc trưởng triệu tộc nổi lên các ký hiệu màu đen khác hẳn với cổ giới có thể tưởng tượng nếu gã rời khỏi đây sẽ bị thiên địa bài xích cỡ nào. Chương 1784, trao đổi. Người minh giới chạy đến thần giới còn bị diệt hết quy tắc minh giới, huống chi đây là hệ thống tu luyện hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ đây là vì sao bí cảnh mở ra nhiều năm nhưng không có dân bản xứ nào rời đi. Rời khỏi đây thì cường giả cửu hoàng sẽ không chịu nổi một kích vì lực lượng của bọn họ sẽ bị giảm dần tiểu cốt phát ra tiếng rống tức giận. Ô ư ư. Rất nhiều cường giả trước mắt đều lộ ra hơi thở khiến tiểu cốt căm hận, nó sắp đến bờ vực không kiềm chế nổi nữa. Ông 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 ông. Tiểu cốt phát ra ánh sáng lục tấn công tộc trưởng triệu tộc. Cường giả triệu tộc kinh kêu, ánh sáng lục. Kẻ hủy diệt. Gần đây có tin đồn là kẻ hủy diệt trong truyền thuyết đã xuất hiện. Triệu tộc không tin cho rằng đấy chỉ là lời nói vớ vẩn truyền từ thượng cổ. Nhưng giờ thì đã trở thành sự thật trăm phần trăm. Bọn họ tràn đầy sát khí, giết. Trong truyền thuyết người có thể vận dụng ánh sáng lục sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tất cả bộ tộc. Lăng Hàng nói với ba người thiên phượng thần nữ, các người lui ra. Tránh cho bọn họ bị triệu tộc bắt giữ lấy đó uy hiếp hắn. Ba người thiên phượng thần nữ lùi lại, biết. Bọn họ đều là thánh nhân, nếu chuẩn bị sẵn sàng tùy thời co dò chạy trừ người thi triển cực nhanh như lăng hàng ra không ai có thể uy hiếp đến bọn họ lăng hàng và tiểu cốt cùng nhau kịch chiến với cường giả triệu tộc cường giả triệu tộc đông hơn viên tộc rất nhiều chỉ tính sức chiến đấu đỉnh thánh vương đã có hai mươi mấy người cộng thêm rót lực lượng vào thì sức chiến đấu càng đáng sợ nữa dù là trùng như thanh vũ thánh vương cũng sợ hoảng hồn chỉ có nước quay đầu trốn nhưng so với lúc đánh nhau ở viên tộc thì lăng hàn đã mạnh lên rất nhiều từ trung thánh trung kỳ cực độ bước hướng đỉnh trung thánh sức chiến đấu bằng đỉnh thánh vương cộng thêm sát trận thì hắn hơn xa đỉnh thánh vương bình thường tiểu cốt dốc hết sức ứng đối nó lấy ra chân thân một khúc xương trắng sáng bóng phát ra ánh sáng lục có sức sát thương đáng sợ dù lăng hàn lấy hết thủ đoạn ra thì hai người vẫn rơi vào thế yếu số lượng cường giả của đối phương quá đông gần như biến chất thậm chí nhiều thánh nhân tham gia vào chiến đấu, đại trận được sửa lại, tình thế càng lúc càng tệ cho Lăng Hàn. Tiểu cốt Lòng Lăng Hàng máy động, hắn lùi ra sau, thi triển thiểm kích. Không ai ngăn được Lăng Hàn, hắn vươn tay đẩy hướng ba người thiên phượng thần nữ. Lăng Hàn dặn dò, đừng chống cự. Câu này là nói với Long Ngữ Sang. Vèo vèo. Thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân được thu vào hắc tháp, long ngữ sang thì không nàng là thánh nhân bản năng chống cự người khác lăng hàn lười nói nhiều trực tiếp chấn xỉu long ngữ sang bóp nát không gian thần khí của nàng thả long hương nguyệt ra không đợi đối phương nói gì hắn làm y như lúc nãy chấn xỉu đối phương rồi thu hai nữ nhân vào hắc tháp nếu long hương nguyệt biết sẽ rất bực mình vì lăng hàn có làm gì với nàng thì nàng sẽ không chống cự lăng hàn dết về quát tiểu cốt đừng chống cự Lăng Hàng cũng muốn thu tiểu cốt vào hắc tháp nhưng không được, vì hắn không thể dùng thần thức bao vây nó. Giống như người tiểu cốt đầy gai nhọn, đụng vào sẽ khiến hắn bị tương. Tiểu cốt hoang mang nhìn Lăng Hàng, tại sao hắn bảo đừng chống cự, nó không nghe hiểu. Lăng Hàng nhướng mày nói, đi. Câu này thì tiểu cốt hiểu, nó lập tức chạy theo Lăng Hàng. Tiểu cốt đáng yêu nhưng không ngốc, nó phân biệt được mạnh yếu, không đánh lại được tất nhiên bỏ chạy sau này trở về lấy lại những gì đã mất sao lăng hàng kéo tiểu cốt thi triển điện thiểm nhanh chóng phá vòng vây hàng trăm sức chiến đấu thánh nhân vây khốn cũng vô dụng trước cực nhanh của lăng hàng thì đông người mấy đều vô nghĩa đằng sau là tiếng gầm rống tràn đầy tức giận của các cường giả triệu tộc a à, đã đến mức này rồi còn để người chạy mất lăng hàng thầm cười nhạt lần này hắn chạy nhưng chờ khi hắn tiêu hóa gốc thánh dược bước vào đại thánh vị rồi hắn sẽ mạnh mẽ trở về, khi đó đám ruột các ngươi chờ ăn đòn đi. Cắt đuôi truy binh rồi lăng hàng dặn tiểu cốt chờ một bên, hắn vào trong hắc tháp. Thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân chạy lại. Lăng hàng. Lăng hàng gật đầu nói, ta bế quan một lúc. Lăng hàng đến bên dưới luân hồi thụ, lập tức lấy gốc thánh dược ra ăn. Ông 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 ông. Đại đạo kết hợp với lăng hàn, không ngừng hiểu ra. Thần dược là thứ rất kỳ lạ, bản thân không có sức chiến đấu gì, ngẫu nhiên toát ra kịch độc hoặc ảnh hưởng không gian để bảo vệ chính mình, loại thánh dược nào đều chưa từng được gọi là cường giả. Đương nhiên nếu thần dược thông linh khai hóa linh trí, đi lên con đường tu luyện thì là câu chuyện khác. Thần dược có lợi ở chỗ sinh ra tuân theo thiên địa, ẩn chứa mảnh nhỏ quy tắc đại đạo, trợ giúp võ giả ngộ đạo. Đương nhiên tăng cao tích lũy nguyên liệu cũng có nhưng không quan trọng bằng lĩnh ngộ cảnh giới. Tác dụng lớn nhất của thánh dược là ngộ đạo, nay tu vi của Lăng Hàn đã đến đỉnh trung thánh. Mấy ngày nay hắn luôn tu luyện ở nơi có linh khí đầy đủ, hắn đã tích lũy đủ rồi. Cánh cửa lĩnh ngộ mở ra, hắn có thể đột phá. Bên dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn luyện hóa dược lực, đại đạo hóa thành sông dài hiện ra trong thức hải của hắn. Lăng Hàn không ngừng lĩnh ngộ linh pháp hiển hiện cho sông đại đạo của hắn trong chơi. Lăng hàng tích lũy cảnh giới càng lúc càng bền chắc. Khi bên ngoài đã qua 10 ngày thì hắn bỗng ra khỏi hắc tháp. Thật ra lăng hàng đã ngộ đạo ngàn năm, có thánh dược trợ giúp hắn được cảm ngộ đủ rồi. Ông 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 ông. Lôi vân ập đến, ti chớp bổ giăng, tình hình khiến người dựng đứng lông tơ. Tiểu thánh kiếp của lăng hàng bằng đại thánh kiếp, trung thánh kiếp bằng thánh vương kiếp, giờ thì sao? thiên địa trong thần giới có giới hạn cao nhất. Không thể vô hạn tăng cao uy lực của thiên kiếp, chỉ có thể lên đến đỉnh thánh vương. Không thể tăng về chất thì đổi thành lượng. Đùng đùng đùng. Trong phút chốc 10 tia chớp giáng xuống hóa thành 10 người khổng lồ. Mỗi người khổng lồ có ký hiệu đại đạo quấn quanh, chúng xông vào lăng hàng, có sử dụng điện mâu, có sử dụng lôi kiếm không chút nương tay sát phạt. Lăng hàng không sợ, hắn dẫn lôi vào người rèn luyện thần cốt. Lăng hàng linh cảm trong thần giới sẽ là lần cuối hắn nâng cấp thần cốt, nếu hắn độ thánh vương kiếp tại đây thì uy lực thiên kiếp không đủ trình độ khiến khí lực của hắn lên cao một bậc. Phải là lực lượng thiên kiếp trong tiên vực. Chương 1785, Đại Thánh trở về. Tiểu cốt luôn ngồi chờ đợi bên cạnh, lăng hàng kêu nó chờ thì nó sẽ ngoan ngoãn chờ thấy thiên kiếp xuất hiện tiểu cốt không sợ như người bình thường mà hào hứng lao lên, dường như rất có hứng thú với thiên kiếp. Miễn tiểu cốt không quấy rầy thì thiên kiếp sẽ phất lờ nó, làm nó rất khó chịu. Tại sao những người ti chấp không chơi đùa với nó? Lăng Hàng nói, tiểu cốt, lui ra ngoài. Lăng Hàng lôi kéo lực lượng lôi đình, thần cốt trong người đang tiến lên cao độ hướng đệ nhị thập giai thần thiết. Nếu thành công thì khí lực của hắn sẽ cứng rắn nhất thần giới, dù là một đống đỉnh thánh vương cùng tấn công hắn cũng không sợ. Muốn tổn thương Lăng Hàn chỉ có thể dùng lực lượng quy tắc từ từ luyện hóa hắn. Tiểu cốt ú ớ rồi lùi ra khỏi phạm vi của thiên kiếp. Lăng Hàng đón đánh thiên kiếp, thần cốt vốn đã gần đến đệ nhị thập giai nên chỉ rèn luyện một lúc liền hình thành biến chất. Đệ nhị thập giai. Lăng Hàng không dừng lại mà tiếp tục hấp thu lực lượng thiên kiếp, để thần cốt càng cứng rắn hơn thẳng tiến chuẩn tiên kim. Cái gọi là chuẩn tiên kim tức là lấy đệ nhị thập giai thần thiết làm cơ sở. Từng tầng chồng lên nhau khiến chất tăng cao một tầng lầu. Vẫn xếp tầng phân chia chất lượng, chồng lên hai tầng là chuẩn tiên kim nhất tinh, cứ thế suy ra. Chuẩn tiên kim thập tinh là chồng 11 khối đệ nhị thập giai thần thiết xếp lên một tầng. Đây không đơn giản là chồng lên mà là dung hợp từ căn bản, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi hơn nữa phải là thần thiết khác nhau mới dung hợp được. Cùng một loại thần thiết không thể dung hợp. Ba canh giờ qua đi, Lăng Hàng không rèn luyện thần cốt nữa vì đã đến cực hạn, dưới vòng trời này chỉ có thể đến trình độ chuẩn tiên kim nửa tinh, không đến một tinh. Đã đi. Lăng Hàng lao hướng lôi vân muốn lấy dịch lôi kiếp. Trong phút chốc thiên địa tức giận, các người ti chấp khổng lồ đỉnh thánh vương xuất hiện chặn đường Lăng Hàng nhưng chúng nó chẳng là cái thá gì với Lăng Hàng hiện giờ. Bùng 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 bùng. Lăng Hàng như xe tăng hạng nặng nghiền áp. Người ti chớp khổng lồ bị đụng tan nát, dù chúng có thể tái tạo cơ thể nhưng Lăng Hàng không thèm quan tâm. Người có nhiều hơn nữa thì sao, vẫn đụng nát như thường. Càng lúc càng nhiều người ti chớp khổng lồ xuất hiện nhưng bị quy tắc thần giới hạn chế. Đỉnh Thánh Vương là cực hạn, cùng lắm là tăng số lượng vô hạn nhưng gặp quái thai như lăng hàng, số lượng không có nghĩa lý gì với hắn. Ngươi không thể phá phòng ngự của ta thì thì nhiều hơn một ức, trăm ức, ngàn ức cũng không làm được gì. Lăng hàng dết vào trung tâm lôi vân, đằng trước lại xuất hiện một tế đàn. Lăng hàng nghênh ngang đi tới lấy hết dịch lôi kiếp trong lỗ hỏm. Lôi vân bỗng tan biến. Thật ra lôi vân chưa được nửa ngày, nhưng còn ý nghĩa gì đâu, lực lượng cực hạn nhất không thể tổn thương lăng hàng, thiên địa hết hứng khó xử hắn a à, sao có cảm giác bắt nạt người khác lăng hàn gãi đầu mọi người nhắc đến thiên kiếp là sợ run cầm cập còn hắn thì sao làm thiên kiếp chưa đến thời gian đã sợ chạy lăng hàn đáp xuống đất thả thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân cô cháu long gia ra khỏi hắc tháp long ngữ sang long hương nguyệt còn đang hôn mê lăng hàn dùng nguyên lực chấn nhẹ mới cùng lúc tỉnh lại Long ngữ sang kinh kêu, Lăng Hàn, ngươi làm gì ta? Long ngữ sang không biết mình hôn mê bao lâu nên sợ trong lúc này Lăng Hàn có sàm sở gì mình không? Long hương nguyệt thì mắt sáng lấp lánh, nàng rất hy vọng Lăng Hàn đã làm gì mình? Lăng Hàn cười xòa, đi, chúng ta dết trở về. Long ngữ sang thấy Lăng Hàn không trả lời thì hét chói tai, Lăng Hàn, ta đang hỏi chuyện ngươi. Ánh mắt Lăng Hàn lạnh lẽo. Ông 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 uy áp đáng sợ ập đến chân long ngữ sang mềm nhũng ngồi bệt dưới đất khách sáo với nàng mà nàng không biết điều bắt đầu từ bây giờ chúng ta mỗi người một ngã long hương nguyệt vội nói lăng hàn đừng trách tiểu cô của ta tiểu cô chỉ mạnh miệng chứ không có ác ý long ngữ sang cắn chặt môi tính cách của nàng tử sĩ diện tuyệt đối không cúi đầu lăng hàn lắc đầu vẻ mặt kiên quyết tuy hắn được đối phương tặng cho một sừng rồng nhưng đã giải quyết hôn sự thay nàng lăng hàng còn vì vậy kết thù không đội trời chung với khai vân cấm địa nếu không phải lăng hàng vốn muốn xử lý khai vân vương thì ai đi làm mua bán như vậy lăng hàng không nợ long ngữ sang cái gì ngươi có tính tình địa tiểu thư cứ tìm đại ai mà khoe ra ta không hầu hạ lăng hàng xoay người đi vô tướng thánh nhân thiên phượng thần nữ không để ý tới long ngữ sang gật nhẹ đầu với Long Hương Nguyệt rồi đi theo Lăng Hàng. Chỉ có tiểu cốt không biết gì, ô a à một tiếng rồi chạy theo Lăng Hàng. Lăng Hàng mới đi lên bờ sông không lâu thì gặp đoàn người triệu tộc. Từ khi gặp kẻ hủy diệt thì triệu tộc dứt khoát từ bỏ ý định tấn công lan tộc, còn liên lạc với lan tộc, hai bộ tộc lớn phái ra cường giả tìm kiếm tiểu cốt trong khu vực rộng lớn này. Lăng Hàng chỉ là hàng đính kèm tiện tay giết trong tổ huấn của mỗi bộ tộc đều có chỉ thị liên quan kẻ hủy diệt, phải không tiếc mọi giá trừ khử. Đoàn người triệu tộc có tổng cộng 10 người. Một cường giả cửu hoàng dẫn đội. Khi phát hiện lăng hàng thì bọn họ giật nảy mình, không ngờ đối phương tùy tiện chạy ra. Cường giả cửu hoàng sửng sốt sau đó mới ngửa đầu hú dài, phát ra tín hiệu triệu tập. Lăng hàng không ngăn cản, vừa lúc kêu hết người tới cho hắn một lưới bắt hết chốc lát sau các bóng người bay tới đều là cường giả cửu hoàng nhiều hơn nữa là cao thủ thất hoàng bác hoàng từ bốn phương tám hướng chạy tới bọn họ đến không phải để bao vây tiểu trừ lăng hàng tiểu cốt mà chỉ đang trợ giúp tìm kiếm một tộc lão của triệu tộc xanh mặt nói cốt lắm biết không trốn thoát nên đi ra chịu chết lăng hàng liếc mắt qua cười nói người chưa đến đủ chờ chút đi một cường giả tấn công thứ vô tri Hồng lực ngưng tụ thành con voi đen to nghiền áp Lăng Hàn. Gã là một cường giả của Lan tộc, chưa đánh với Lăng Hàn, gã cho rằng một bàn tay có thể đập chết tiểu nhân vật như vậy. Lăng Hàn lắc người né một kích kia, thản nhiên nói, "Con người của ta luôn thích nói lý, thích cho người cơ hội lựa chọn một lần. Hiện tại không muốn đối địch với ta lập tức lui lại, không thì chờ ta ra tay những người có mặt ở đây, đều là kẻ địch của ta." Người Triệu tộc Lan tộc cười nhạt. Tu vi tương đương với cửu hoàng hậu kỳ mà dám huênh hoang như thế. Chương 1786, 1787, nên đến lượt ta đúng không? Cường giả Lan tộc lạnh lùng nói, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, quỳ xuống dập đầu 100 cái sẽ chừa mạng quèn của ngươi lại. Lăng hàng khẽ thở dài, biết không? Ngươi rất phiền. Lăng hàng búng tay. Vèo. Một luồng kiếm quang bay ra, tốc độ nhanh kinh người, không ai phản ứng lại kiếm quang đã xuyên qua sau gáy cường giả lan tộc bay ra. Cường giả lan tộc vẻ mặt hoang mang, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng, gã mềm nhũng ngã dưới đất, máu tuôn ra như suối, đã chết. Ui! Toàn trường tĩnh lặng. Đây là cường giả đỉnh cửu hoàng. Bị một kích diệt gọn, cái này rất là sợ chết người. Sao có thể như vậy? rõ ràng chỉ người có ánh sáng lục mới là kẻ hủy diệt, chỉ cần thừa dịp y không lớn mạnh giải quyết sạch sẽ là khỏe. Tại sao tên này càng đáng sợ hơn nữa? Mọi người lập tức lùi một bước, có kẻ nhát gan đã rít the thế co giò bỏ chạy. Ánh mắt lăng hàng lạnh băng, hắn đã cho đám người này cơ hội rồi. Các ngươi muốn giết người thì phải chuẩn bị tâm lý bị giết lại, trên đời sao có chuyện hời như thế. Lăng hàng liên tục búng tay, các luồng kiếm khí dao động. Người hai bộ tộc triệu. Lan lần lượt cục ngã. Có cường giả trống to, tụ tập lại. Lời này nhắc nhở mọi người tụ tập lại với nhau, nhưng trong quá trình có một nửa người đã chết. Không thể nào. Tộc lão triệu tộc kinh kêu, 10 ngày trước hắn còn bị chúng ta truy sát chạy trối chết, hiện tại làm sao trở nên lợi hại vậy được. Người lan tộc thì mếu, bọn họ không nên tham gia vào dòng nước đục này liên quan quái gì đến họ. Làm sao bây giờ? Các cường giả liên hợp cuối cùng ngăn lại công kích của Lăng Hàn, có khoảng 20 cường giả đỉnh cửu hoàng nên rất mạnh. Vẫn có người chạy tới, khi tộc trưởng của Triệu tộc, Lan tộc xuất hiện thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trụ cột tinh thần đã đến, lòng yên ổn. Tộc trưởng Triệu tộc nhìn xác chết la liệt đầy đất thì mặt xanh mét. Tiểu tử này nơi đây có ít nhất một nửa là tinh anh của triệu gia bây giờ bị tàn sát gần hết sau này đừng nói đánh chiếm lang tộc rất có thể bị bộ tộc trung du đẩy ngã tộc trưởng triệu tộc trống lớn ầm uhm. tộc trưởng triệu tộc dẫn động lực lượng toàn bộ tộc vào cơ thể điên cùng tăng cao sức chiến đấu từng phù văn màu đen tuôn ra khỏi cơ thể tộc trưởng triệu tộc hóa thành các sợi xích màu đen tộc trưởng triệu tộc trống to chết đi những sợi xích màu đen len ken bắn nhanh hướng lăng hàng muốn xuyên thủng người hắn lăng hàng lười né mặc cho mớ xích quanh kích đinh 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 đinh. xích đập vào người lăng hàng bắn tung tóe hỏa hoa không thể tổn thương hắn một ly cái gì cường giả hai bộ tộc mới yên lòng quân lại rất xuống đáy vực công kích cuồng bạo như vậy mà không thể đánh phá phòng ngự của lăng hàng làm người ta tuyệt vọng tộc trưởng triệu tộc cắn răng xiềng xích như rắn quấn chặt lăng hàng từng sợi từng sợi quấn chỉ chừa cái đầu hắn lộ ra ngoài tuy bọn họ có hệ thống tu luyện khác nhưng cũng cần tích lũy lực lượng phân hồn cảm ngộ đại đạo chẳng qua không tham ngộ quy tắc của cổ giới mà là quy tắc trong con sông lớn những xiềng xích này tộc trưởng triệu tộc ngộ quy tắc biến ra đến đỉnh cửu hoàng tộc trưởng triệu tộc tin tưởng lăng hàng tuyệt đối không tránh thoát được ai kêu tiểu tử này sơ ý Tộc trưởng triệu tộc hét to, mau ra tay đi, bản tổ đã trói chặt hắn. Giết! Tộc trưởng lan tộc và cường giả hai bộ tộc cùng lao vào lăng hàng, lúc này hắn mang đến uy hiếp cho họ đã vượt qua tiểu cốt, phải oanh giết hắn. Tiểu cốt tức giận gầm rống sông lên. Ô u u! Vô tướng thánh nhân, thiên phượng thần nữ thì không nhúc nhích. Một vì hai người đi lên là tự chịu chết, hai vì tràn đầy niềm tin vào lăng hàng hắn làm như vậy tất nhiên tự tin trăm phần trăm. Khoảng 40 cường giả đỉnh cửu hoàng áp sát, đánh ra công kích mạnh nhất của mình vào lăng hàng. Khóe môi lăng hàng cong lên, lúc trước trong thiên kiếp có bao nhiêu đỉnh thánh vương. Nhiều hơn các ngươi gấp mấy lần. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng giải quyết hết. Bùng bùm 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 bùm. Vô số công kích đổ ra, mặt đất rung rẩy. Nếu không phải đây rất có thể là một phần của tiên vực thì mặt đất không chịu nổi dù vậy vẫn có nhiều bùn đất bay lên che rợp trời. Liên tục oanh kích 10 giây mới lục tục có người dừng tay, khi người cuối cùng ngừng công kích thì tro bụi dần rơi xuống. Tầm nhìn lại rõ ràng. Khi thấy rõ, mọi người gần như tuyệt vọng. Lăng hàng vẫn bị xích trói, dáng vẻ nhàn nhã. Nếu không phải xích trói hắn đã rách nát thì ai tin được mới rồi hắn bị 40 cường giả đỉnh cửu hoàng oanh kích. Lăng hàng cười hỏi, đến lượt ta đúng không? Lăng Hàng hơi gồng sức, xích trói hắn đứt ra từng khúc. Lăng Hàng mặc áo xanh, bộ dáng phiêu giật. Tiêu sái. Cường giả hai bộ tộc da đầu tê dại, cảm giác khí lạnh chạy dọc thân thể làm bọn họ suýt xỉu. Tiểu tử này thật sự là con người sao? Bị 40 cường giả cửu hoàng cùng anh kích mà không bị gì hết. Tổ huấn nói người có thể vận dụng ánh sáng lục là kẻ hủy diệt, nhưng các lão tổ tông không thấy hết thiên cơ không phải kẻ có ánh sáng lục mang đến hủy diệt mà là người đi cùng lăng hàng sải bước tiến lên áo xanh bay bay nhưng mặt thì đầy sát khí lăng hàng không bao giờ lạm sát nhưng nếu bị người đạp trên đầu thì tuyệt đối không nương tay tộc trưởng lan tộc lạnh lùng nói người từ ngoài đến ngươi muốn đối địch với toàn bộ đại hà tộc sao biểu tình của tộc trưởng lan tộc rất bình tĩnh nhưng ai đều nghe ra giọng gã hơi run sức mạnh thế này đã vượt xa tộc trưởng lan tộc tưởng tượng không có chút khả năng tương đương lăng hàn mỉm cười nói ngươi đã nói sai nên nói là đám đại hà tộc các ngươi muốn đối địch với ta sao nếu đúng thì ta sẽ một tay xóa sổ bá khí thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân đứng ở phía xa biểu tình kích động thiên phượng thần nữ rất muốn lao vào vòng tay lăng hàn tuy người trong thiên hạ ngô không màng Tộc trưởng triệu gia lớn tiếng nói, lúc này tuyệt đối không thể yếu thế được, đại hà tộc chúng ta sừng sững bao nhiêu ức vạn năm, một người ngoại địa như sao có thể nói xóa sổ liền xóa. Bọn họ không chỉ đại biểu triệu gia, lan tộc mà là nguyên đại hà tộc, không thể mất cốt khí. Lăng Hàn quay đầu nói với tiểu cốt, tiểu cốt, tại sao ba chữ đại hà tộc làm ta cảm thấy đặc biệt buồn nôn? Tiểu cốt nghiêng đầu ú ớ một lúc, cảm thấy biểu đạt không đủ nên nhại lời, tiểu cốt, tại sao ta cảm rõ là miệt thị các ngươi nói một lần không đủ còn muốn học vẹt một lần cường giả hại bộ tộc biểu tình lạnh lùng đại hà tộc có cốt khí của nó tuyệt đối không thể vì kẻ địch quá mạnh mà chùn chân trong tổ huấn của bọn họ chỉ có thua tự sát chứ không có đầu hàng tộc trưởng triệu gia dùng thần thức truyền âm lão cửu thập nhất thập thất chờ lát nữa bắt đầu chiến đấu các ngươi vừa đánh vừa vòng hướng hai người kia bắt bọn họ để uy hiếp người ngoại địa này. Tộc trưởng triệu gia khóe mắt liếc qua thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân. Nếu dùng hai người này uy hiếp được lăng hàng tự trói tay chân là tốt nhất. Kém lắm thì buộc hắn lùi lại. Nếu vẫn không được vậy cho hai người kia chôn cùng bọn họ. Ba cường giả đỉnh cửu hoàng gật đầu nói, tuân lệnh. Tộc trưởng lan tộc cũng ra lệnh giống như vậy, đây là hy vọng duy nhất lật ngược bàn cờ của họ tộc trưởng lang tộc hét to một tiếng dám ô nhục đại hà tộc vĩ đại chúng ta các ngươi đều phải chết tộc trưởng lang tộc vung tay lên mang theo tất cả cường giả lang tộc công kích lăng hàng triệu gia không ngăn cản cường giả toàn tộc xông lên theo bọn họ biết công kích như vậy vô ích với lăng hàng bọn họ chỉ muốn thừa dịp chiến loạn để mấy người bất ngờ vòng ra sau lăng hàng bắt lấy thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân lăng hàng tùy ý búng tay bóc 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 mỗi bắn một luồng kiếm khí là có một người nổ đầu thần hồn đều diệt cường giả hai tộc trống to a à. những người này đều là cường giả cửu hoàng hai tộc tích lũy vô số năm mới được như vậy nhưng giờ thì sao bị giết như sắc rau nhưng bọn họ cũng bất đắc dĩ chỉ đành dùng nhiều mạng người hơn yểm hộ bên ta đánh bất ngờ rất nhanh bọn họ nghe răng cười vì đã có bốn người vòng ra sau lưng Lăng Hàng, tuy đám người hai người bất hạnh bị oanh giết, thành công ngay trước mặt. Bốn cường giả đều hành động, giết. Bọn họ từ bốn hướng lao vào thiên phượng thần nữ, vô tướng thánh nhân, cố gắng phong tỏa đường chạy trốn của hai người. ầm. Công kích đáng sợ vô thiên cái địa, là sức chiến đấu đỉnh thánh vương. Lăng Hàng thi triển thiểm kích. Vèo. Lăng Hàng xuất hiện trước mặt một kẻ đánh lén điểm một cái. Người đó nổ đầu, thành cái xác không đầu. Lăng hàng lắc người đuổi theo kẻ đánh lén thứ hai, lặp lại y như cũ, người đó bị oanh giết. Rồi tới người thứ ba, lăng hàng chạy tới người đánh lén thứ bốn túng cổ đối phương nhất bổng lên. Lúc này người đánh lén thứ bốn cách thiên phượng thần nữ cỡ ba trượng. Cường giả hai tộc cảm thấy hoa mắt, sau đó thấy ba cường giả bị oanh giết, người cuối cùng bị lăng hàng chộp trong tay lăng hàng thịt mũi đây là tôn nghiêm của đại hà tộc các ngươi không dám chiến ngay mặt mà chỉ biết đánh lén lăng hàng vung tay phải ném người đánh lén bay hướng cường giả hai bộ tộc trả lại cho các ngươi có mấy cường giả định đón lấy nhưng tộc trưởng lan tộc kinh kêu mau tránh ra muộn rồi trong thân thể người đánh lén hiện ra một quả cầu ánh sáng bùng quả cầu nổ tung bắn ra vô số kiếm quang vù 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 vù. Kiếm quang ngút trời như bão tố dông gió, trong khoảnh khắc đã giết ngã một đống cường giả hai tộc. Chỉ còn tộc trưởng và dăm ba người hai tộc còn sống, nhưng ai nấy đều bị thương rất thảm. Tộc trưởng triệu gia chỉ vào lăng hàng, khuôn mặt đầy căm hận, ma. Ma quỷ. Lăng hàng lại giơ tay lên, ta không phải ma quỷ, chỉ tự vệ thôi, ai kêu các ngươi hùng hổ dọa người. Lại mấy luồng kiếm quan chém ra bùm 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 bùm. Đám cường giả còn sống sót cũng bị xóa sổ. Tiểu cốt bất mãn, ư u ô. Tại sao không chừa mấy tên cho nó? Lăng Hàng cười cười nhìn tiểu cốt. Dù đã vào đại thánh vị, đã vô địch trong cổ giới nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu nó. Thực lực của tiểu cốt tuyệt đối không phải trình độ biểu hiện ra ngoài mà cao hơn rất nhiều, nhưng dường như lực lượng khủng bố kia bị phong ấn, không thể tự do vận chuyển xét nhà đi bốn người đi triệu gia trước rồi đến lan tộc hốt hết tích lũy vô số ức năm của hai bộ tộc lăng hàn không quá vừa lòng vì cộng lại chỉ được năm thánh dược thiên phượng thần nữ cười nói ngươi quá tham lam dù là cấm địa cũng chỉ có hai ba gốc thánh dược lăng hàn gật đầu hắn ôm eo nhỏ của thiên phượng thần nữ cười nói phượng nhi chúng ta hiện tại xem như đại công cáo thành hay là hôn một cái cố gắng sinh khỉ con đi thiên phượng thần nữ bật thốt. Đáng ghét. Dù thiên phượng thần nữ và Lăng Hàng kết thành phu thê đã bao nhiêu thì vẫn dễ xấu hổ. Lăng Hàng chỉ đùa thiên phượng thần nữ, chưa tìm được nhóm người nữ hoàng thì hắn sao có tâm tình làm chuyện khác. Bọn họ đi qua lan tộc tiếp tục tiến lên trước. Phương xa, Long Ngữ Sang nói khẽ với Long Hương Nguyệt, đi thôi, chúng ta trở về. Long Hương Nguyệt thẫn thờ nhìn bóng lưng Lăng Hàng, Nàng cảm giác lần này là vĩnh biệt. Với thực lực hiện tại của Lăng Hàn đã có thể nghiền áp tất cả. Lăng Hàn không thích giết chóc nên mỗi khi đến một nơi hắn sẽ mượn đường trước, nếu đối phương thân thiện thì mọi người đều vui, nếu đối phương cứ phải khó xử thì hắn không khách sáo nữa. Giết người chứ có gì ghê gớm, tưởng hắn không biết làm sao. Khi Lăng Hàn diệt thêm cường giả của hai bộ tộc. Nguyên bộ tộc thượng, Hạ Du bị giết sợ. Lăng Hàng đi đến đâu bọn họ đều vô cùng cung kính, không nhắc gì đến kẻ hủy diệt nữa. Lăng Hàng không muốn gây hấn, tộc quần này không thể rời khỏi bí cảnh nên sẽ không gây rắc rối gì cho cổ giới, hắn không cần xuống tay giết làm gì. Cuối cùng bọn họ đi qua bộ tộc cuối, điền tộc, đằng trước rất gần đến nguồn sông lớn. Phía trước đã là đường cùng. Càng đến gần thượng nguồn sông lớn thì trong nước sông ẩn chứa lực lượng tinh hoa càng nhiều, cùng lúc đó sức sát thương cũng đáng sợ hơn Sống vỗ bờ nếu bị nước sông bắn trúng thì cường giả cửu hoàng cũng thành trò. nên dù là điền tộc mạnh nhất cũng không dám lên cao hơn nếu không đó là tự tìm đường chết tại đây lăng hàn gặp người quen nơi này có mấy vương giả trẻ tuổi của tinh sa võ viện không phải đám thủ lĩnh nhâm phi vân mà là vương giả tam giai thánh nhân che chở người có hạn muốn mang theo người có tiềm lực lớn nhất chứ không phải hiện tại tu vi cao nhất. Lăng Hàn thấy Hồng Ma, Thiên Hạ Đệ Nhị, Tử Thần Phong, Thiên Kiêu của mấy cấm địa, cộng lại khoảng sáu mươi mấy người. Chương 1788: Tiên Thiên Thông Linh Quả. Khi đám người thấy Lăng Hàn thì vội chào, "Lăng sư huynh." Bọn họ không biết Lăng Hàn đã thành tựu đại thánh, sức chiến đấu nghiền áp tất cả thánh nhân. Không thì dù bọn họ là quen biết cũ cũng không dám ở vị trí ngang hàng với hắn. Lăng Hàn gật đầu nói, còn người khác đâu? Có người trả lời, ở sát địa phía trước. Lăng Hàn hỏi kỹ mới biết phía trước điền tộc là con sông cực kỳ đáng sợ, mặt đất xung quanh cũng đầy sát khí. Nhưng trên mảnh đất như vậy mọc một gốc tiên dược. Tiên dược. Tiên thiên thông linh quả. Trong tiên vực thì nó vẫn tính là bảo dược vô thượng nước tiên dược như thế vào sẽ khiến thể chất tương thông với thiên địa, thành tựu đạo thể trong truyền thuyết. Cái này có ích lợi gì? Tương thông với thiên địa bản thân chính là hóa thân của quy tắc, tu luyện không gặp bình cảnh, miễn tích lũy lực lượng là cảnh giới cứ tăng vù vù. Đương nhiên vì tiên thiên thông linh quả sinh trưởng khác năm mà tiến cảnh tăng tiến cũng bị hạn chế, có người chỉ đến trảm trần, có người chỉ đến phân hồn, có người đến tiên phủ. Nghe nói tiên thiên thông linh quả năm tuổi lâu nhất khiến người đến nguyên cảnh nhưng chưa nghe nói qua có ai thành tựu tiên vương thế nhưng vậy là đủ rồi tiên nhân có thọ nguyên vô hạn miễn lĩnh ngộ cảnh giới không có bình chướng thì tích lũy lực lượng mất bao nhiêu năm đám người nữ hoàng thánh vương cấm địa đang nghiên cứu làm sao vào sát địa hái tiên dược điền tộc không biết đã bao nhiêu đời thử qua đã bỏ cuộc đương nhiên nếu nhóm nữ hoàng lấy được tiên dược thì chắc chắn điền tộc sẽ cướp giật hiện giờ không có tranh giành ích lợi điền tộc không muốn trở mặt với nhiều cường giả nên cho phép bọn họ tạm trú tại đây dù sao hệ thống tu luyện khác nhau chẳng sợ bị cướp tài nguyên lăng hàn ngẫm nghĩ quyết định lập tức đi sát địa xem thử nhiều năm rồi lăng hàn rất nhớ nương tử cũng nhớ huynh đệ lăng hàn dẫn theo thiên phượng thần nữ vô tướng thánh nhân tiểu cốt lên đường tử thần phong xung phong dẫn đường dọc đường đi tử thần phong ngập ngừng muốn nói mặt nhăn nhó lăng hàn không chịu nổi hỏi ngươi muốn nói cái gì tử thần phong nói lăng sư huynh có chuyện này ta phải nói cho sư huynh biết nhưng sư huynh ráng bình tĩnh lăng hàn tùy ý gật đầu rồi hiện tại lăng hàn không cần tức giận vì chuyện này gai mắt thì sang bằng thôi trước thực lực tuyệt đối có chuyện gì không dàn xếp được sao? Tử thần phong nói, lúc chúng ta vào đây gặp một cường giả rất trẻ tuổi nhưng đã tu đến đỉnh thánh vương, các đại nhân đều hết sức khách sáo với hắn. Tử thần phong tạm dừng sau đó nói, thánh vương trẻ kia dường như rất ái mộ loạn tinh sư tỷ. Lăng Hàn bật cười, tên này sợ hắn ghen đánh nhau với thánh vương trẻ đó. Sức hấp dẫn của nữ hoàng không ai cưỡng lại được, Lăng Hàn đã học được kiềm chế, không thì ai nhìn nương tử của hắn là hắn ghen thì sẽ chua chết luôn. Lăng Hàn tuyệt đối tin tưởng vào nữ hoàng, dù có nhiều người hết sức ưu tú hơn nữa theo đuổi nàng cũng vô ích. Đương nhiên người mến mộ là chuyện của ngươi, bị từ chối còn mặt dày mày dạng thì hắn không thách sáo. Lăng Hàn hoàn toàn không để bụng, ta biết. Tiểu cốt trục trịch, gặp người mới thì xúc động học vẹt bùng nổ không thể khóa lại. Nhưng tiểu cốt nhớ lăng hàng có dặn nhái lại người ta là không tốt nên ráng nhịn, nhịn đến bức bối. Nửa ngày sau bọn họ đến gần khối sát địa, quả nhiên chưa tới nơi liền cảm nhận khí sắc bén ập vào mặt, làm mặt mỗi người như bị dao cắt. Tử thần phong dừng bước nói, lăng sư huynh, chỗ này là cực hạn của ta, không thể tiến thêm một bước. Tử thần phong không tầm thường, gã ở đây 5 năm cảnh giới tăng mãn lớn, bước vào hằng hà cảnh đỉnh cực vị. Với tu vi như thế đi đến nơi này đã không ổn cái danh vương giả." Lăng Hàn cười nói, "Không sao." Lăng Hàn mở ra hộ thuẫn nguyên lực bảo vệ Tử Thần Phong. Lúc trước Lăng Hàn không sử dụng nguyên lực, chỉ dùng khí lực của mình đối kháng nhưng cứng cỏi hơn hộ thuẫn của bất cứ thánh vương nào. Tử Thần Phong cực kỳ giật mình, ngơ ngẩn nhìn Lăng Hàn. Các thánh vương cũng không thể làm được chiêu này, bọn họ chỉ mở ra hộ thuẫn để mình đi tới nên gã không biết phía trước có cái gì. Lăng Hàng không chỉ bảo vệ tử thần phong. Thiên phượng thần nữ và vô tướng thánh nhân cũng có phần. Tiểu cốt thì không cần Lăng Hàng lo, nó rất kỳ lạ. Đi thôi. Bốn người tiến lên, tiểu cốt đi sau cùng nghiêng đầu nhìn quanh, mắt hấp thấy tia sáng lục như thể nơi đây có cái gì khiến nó phản ứng. Đi tiếp nửa canh giờ trông thấy ba mươi mấy người đứng đằng trước. Nữ hoàng, Lăng Hàng chỉ nhìn một cái liền nhận ra ngay. Dù ở chỗ nào nữ hoàng luôn bắt mắt nhất, như trăng sáng trong đàn sao, mặt trời dâng lên trong bóng đêm. Nữ hoàng ngạo nghễ đứng thẳng, khi không có mặt Lăng Hàng thì nàng kiêu hãnh nhất, uy nghiêm nhất, phong thái như vậy hấp dẫn người muốn chết, làm người ta cam lòng quỳ gối dưới chân nàng, nguyện ý dâng lên hết thảy. Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh nữ hoàng, chỉ cách ba thước. Thánh nhân khác, bao gồm tinh sa đại thánh đứng cách nữ hoàng ba trượng, nên rõ ràng hai người không đứng quá gần lại như một cặp. Như có cảm ứng tâm linh, nữ hoàng chợt ngoái đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nở nụ cười vui vẻ. Nữ hoàng nhảy người lao vào ngực lăng hàng. Người trẻ tuổi đứng cạnh nữ hoàng lộ sắc mặt âm trầm. Lăng hàng ôm chặt eo nữ hoàng xoay mấy vòng sau đó hôn nồng cháy. Từ biệt 8 năm, nhớ muốn chết. Nữ hoàng cũng nhiệt tình đáp lại, kiêu ngạo lạnh băng rút đi hết trở thành yêu tinh nhiệt tình hòa tan người mỗi tất thân thể toát ra vẻ quyến rũ làm người ta không chịu nổi tiểu cốt nghiêng đầu nhìn không kìm được đi tới bắt chước lăng hàng muốn ôm lăng hàng vội ngăn cản ngừng 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 đây là nương tử của ta ngươi đừng học theo tiểu cốt giờ chẳng những thích học vẹt còn thích bắt chước từng hành động bình thường thì không sao nhưng là phu nhân thì ha ha bỏ đi Tiểu cốt hoang mang ú ớ, nó thấy quất ức. Nữ hoàng tò mò hỏi, hắn là ai? Tại sao giống lăng hàng như đúc? Sau này nói đi. Lăng hàng nắm tay nữ hoàng đi hướng tinh sa đại thánh, cười hỏi, các vị có phát hiện gì không? Tinh sa đại thánh. Minh tâm thánh nhân, mười thánh võ viện đều có mặt. Cả đám lắc đầu, cười khổ nói, tiên dược ngay trước mặt nhưng không thể lấy vào tay được, thật khiến người buồn bực đại hắc cẩu chạy tới gần, gâu, tiểu hàng tử, thấy bổn tọa còn không mau mau lại đây hành lễ. Chương 1789, lại một khách tiên vực. Đại hắc cẩu trông thấy tiểu cốt bổn dựng đứng lông đen, quái vật. Đại hắc cẩu nhảy cẩn lên nha răng nanh. Tiểu cốt thấy thú vị, bắt chước kêu, quái vật. Đại hắc cẩu giận, ngươi mới là quái vật. Tiểu cốt hăng hái bắt chước, ngươi mới là quái vật. Đừng bắt trước lời của bổn tọa. Đừng bắt trước lời của bổn tọa. Ngươi là đồ ngu không biết nói. Ngươi là đồ ngu không biết nói. Mặc cho đại hắc cẩu nói cái gì tiểu cốt sẽ học lại từng câu giống y. Mặc cho đại hắc cẩu thay đổi tốc độ nói chuyện lúc cao lúc thấp thì tiểu cốt vẫn học theo kịp. Một lát sau đại hắc cẩu đứt dây thần kinh, nó nằm bẹp dưới dưới đất, hai lỗ tai cụp xuống, không thấy cho rồi. Lăng hàng cười phá lên hiếm khi thấy đại hắc cẩu thua đấu võ mồm, thật là sung sướng lòng người. Tiểu cốt thì cười khờ ngốc, ô u ư. Thánh vương trẻ tuổi đến gần, các hạ là lăng hàn, Rất trẻ, chỉ khoảng mấy vạn tuổi nhưng đã vào sáng thế cảnh, còn là sáng thế cảnh đỉnh đại viên mãn. Lăng hàng liếc mắt qua, thầm ngạc nhiên vì hắn cảm ứng hơi thở của thánh vương trẻ này khác với của thánh vương khác. Quy tắc viên mãn Giống như hàng kỳ, tiên vực trẻ đến từ tiên vực. Hèn gì còn trẻ vậy đã trở thành đỉnh thánh vương, được tài nguyên tiên vực bồi dưỡng thì không mau sao được. Nhưng không bằng hổ nữ, chỉ 5 năm hổ nữ đã là sáng thế cảnh. Lăng Hàn nhìn đối phương, hỏi, ta tên Lăng Hàn, các hạ xưng hô thế nào? Thánh vương trẻ tuổi kiêu ngạo nói, bàn chân. Đương nhiên rồi, gã đến từ tiên vực, tất cả mọi người ở đây cộng lại không quý giá bằng một ngón tay của gã nếu không phải chỗ này có một gốc tiên dược, có nữ hoàng đẹp tựa tiên nữ thì bàn chân cần gì lãng phí 5 năm tại đây. Lăng hàng khẽ ừ rồi lơ đẹp. Ngươi 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 ngươi. Bàn chân thầm tức giận, thái độ của ngươi như thế là sao? Chỉ là đại thánh bình thường mà dám vênh mặt với gã. Khoan. Tim bàn chân rớt cái bịch. Đại thánh trẻ vậy, bàn chân không nhìn thấu lăng hàng nhưng có thể kết luận lửa sinh mệnh của đối phương tối đa chỉ thiêu đốt một ngàn năm. Cái này, cổ giới bình thường mà có yêu nghiệt vậy sao? Bàn chân nhìn hướng nữ hoàng, gia nhân này cũng đến đỉnh trung thánh, sức chiến đấu sánh bằng đỉnh thánh vương. Cổ giới bị gì vậy? Chuyên đào tạo yêu nghiệt sao? Thánh vương cắt cấm khu chào lăng hàng, lăng đạo hữu. Khi bọn họ phát hiện tu vi của Lăng Hàng đã vào Đại Thánh thì vừa kinh vừa mừng. Mừng là bọn họ có thể đi vào tiên vực ngay, kinh vì mới qua vài năm Lăng Hàng đã đến độ cao như thế, tưởng tượng cứ như nằm mơ. Lăng Hàng gật đầu, hắn không phải loại người vì có năng lực nghiền áp tất cả cường giả mà trong mắt không người. Hắn cười chào hỏi các thánh vương. Lăng Hàng nhìn phía trước, hỏi, không hái được cốc tiên dược đó. Một thiếu niên đi tới ngênh ngang nói, hoàn toàn không thể làm được. Lăng Hàn nhìn đối phương, ngươi là. Thiếu niên nhảy cẩn lên khó chịu la lên, đệt, bổn tọa là lôi hỏa đại đế đây. Lăng Hàn cười to bảo, mấy năm không gặp đã lớn rồi. Lôi hỏa đại đế bực bội nói. Phi, đừng nói buồn nôn như thế, lúc bổn tọa tung hoành thiên hạ thì lão tổ tông của ngươi không biết ở đâu bú sữa. Lăng Hàn tiếp tục đề tài lúc trước, tại sao không thể làm được. Quy tắc nơi này quá đáng sợ, sáng thế cảnh không thể sánh bằng. Lôi hỏa đại đế nghiêm túc nói, bây giờ còn đỡ, nhưng tùy thời có bảo quy tắc cùng bảo quét qua, bổn tọa phỏng chừng tiên phủ cảnh cũng sẽ bị thổi chết. Lăng hàng giật nảy mình. Tiên phủ cảnh đứng ở bậc thang thứ ba trong tiên vực, trên nữa là thang nguyên và tiên vương. Nếu bảo quy tắc có thể thổi chết tiên phủ cảnh thì lực lượng cao nhất nơi này ít nhất cỡ thăng nguyên cảnh một cổ đại bị trục xuất mà xuất hiện lực lượng ít nhất cỡ thăng nguyên cảnh thật khó tin bên kia bàn chân sắc mặt âm trầm gã muốn giết người gã là thiên chi kiêu tử của tiên vực nhưng giờ nhiều người vậy mà toàn quay quanh lăng hàng nữ nhân gã thích cũng lao vào vòng tay hắn hừ những người này chẳng qua muốn vào tiên vực nên mới nịnh bợ người trẻ tuổi này bàn chân động ý niệm gã có thể chờ lúc thích hợp thả tin ra gã chẳng những có thể mở cánh cửa tiên vực gã vốn là hậu đại một thế lực lớn trong tiên vực. Sáng thế cảnh bình thường các ngươi vào tiên vực chỉ là con kiến, không dựa vào thế lực lớn làm sao sống nổi. Nhưng bàn chân không dám mang người vào tiên vực, vì đây là luật thép của tiên vực. Nếu bị phát hiện tự ý mang người vào tiên vực sẽ bị thế lực cấp tiên vương xử đẹp, nhổ nguyên gia tộc. Trước kia từng xảy ra chuyện này, một thế lực thăng nguyên cảnh có một tiểu bối vào cổ giới rèn luyện kết nghiệp duyên gã cũng ác bỏ lại nữ nhân kia, chỉ mang theo đứa nhỏ vào tiên vực. Kết quả thế nào? Sơ sẩy bị người phát hiện đứa nhỏ sinh ra trong cổ giới, kết quả nguyên thế lực bị hủy diệt trong một đêm. Thế lực thăng nguyên cảnh. Nên bàn chân cùng lắm dơ cờ khoe có thể vào tiên vực để giành được yêu thích với lăng hàng, còn về mang người vào tiên vực. Ha ha, chém đầu gã cũng không dám làm đám nhà quê này không biết tiên vực quản lý, vượt biên, nghiêm khắc cỡ nào. Tiên thiên thông linh quả. Lôi hỏa đại đế liếm môi, nếu là đẳng cấp thăng nguyên cảnh thì nó là chí bảo vô thượng với bổn tọa. Cẩu gia, đều là của cẩu gia. Đại hắc cẩu sủa, thằng nhóc nhà ngươi có biết kính lão tôn hiền không? Lôi hỏa đại đế cười khẩy nói, chưa thấy hiền đâu nhưng thấy một con chó già vô sĩ. Đại hắc cẩu cắn lôi hỏa đại đế, dám làm nhục bổn tọa. Gâu! Lăng hàng mặt kệ hai đứa quậy đó, hắn nhìn đằng trước. Khói đen bốc lên từ lòng đất, rất là tĩnh lặng, cách mười dặm mọc một gốc thực vật tỏa ra đạo quan dịu dàng. Tiên thiên thông linh quả, hóa thân quy tắc thiên địa, về mặt lý luận thì giá trị vượt qua bất cứ loại tiên dược. Đương nhiên nếu ngươi xui xẻo gặp tiên thiên thông linh quả không đủ năm tuổi chỉ có thể tăng lên tới trảm trần thì đành khóc. Tiểu cốt nhìn phương xa, nhưng không phải xem tiên thiên thông linh quả mà là chỗ xa hơn nữa, ô u ư. Thật ra qua trăm dặm thì thị lực của các thánh cũng không thấy gì, chỉ mơ hồ thấy khói đen bốc lên, còn lại một mảnh mông lung. Nhìn một lúc tiểu cốt biến sắc mặt, đôi mắt bắn ra tia sáng lục lộ vẻ tức giận. Tiểu cốt hét to rồi xông lên trước. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1790, Nguồn sông lớn. Lăng Hàng không kịp ngăn lại, hắn muốn đuổi theo nhưng phát hiện trong lúc chạy khói đen hóa thành đao kiếm gây uy hiếp đáng sợ cho hắn, cực nhanh của thiểm kích không thể phát huy hiệu quả vốn có. Lăng Hàng không ngăn kịp, tiểu cốt như cơn gió đã lao đi xa. Nó, chắc sẽ không đi chịu chết. Lăng Hàng từ từ lùi lại, tại đây khí lực của hắn không giúp ích gì. Vì đại năng tiên phủ cảnh cũng có thể bị chém chết. Ký lực chuẩn tiên kim nửa tin bình thường như hắn có là gì? Ui! Các thánh vương kinh kêu, vì tiểu cốt đã lao ra sáu, bảy dặm, hoàn toàn vượt qua cực hạn của bọn họ. Có lẽ tên này có thể hái được tiên dược. Mọi người mừng rỡ, miễn hại xuống tiên dược là bọn họ có thể hy vọng cướp lấy, không thì chỉ biết đứng yên nhìn. Nhưng rất nhanh mọi người kinh kêu, nguy rồi. Cơ thể tiểu cốt tan rã, không chịu nổi sát địa phá hoại lăng hàng không quá lo cơ thể này là tiểu cốt diễn hóa ra chân thân của nó là một khúc xương miễn chân thân không bị hỏng thì có thể tùy ý biến ra thân thể lột bột từng miếng thịt trên người tiểu cốt rớt xuống rất nhanh chỉ còn khung xương chạy nhanh tiểu cốt đã chạy tới gần tiên dược khiến mọi người bất ngờ là tiểu cốt không dừng lại nó tiếp tục lao nhanh tới trước cái này mọi người ngạc nhiên ngươi trả ái lớn như vậy mà không chịu hái tiên dược trên đường đi bị mù sao tiểu cốt còn đang chạy từng khúc xương trên người nó rớt xuống chỉ còn lại một khúc là chân thân của nó khúc xương tỏa ánh sáng lục lấp lánh lao vào khói đen mênh mông vượt qua trăm dặm không ai thấy tiểu cốt được nữa mất tâm mọi người hai mặt nhìn nhau mặt ngu ngơ đây là cái quỷ gì lăng hàng nhớ ra tiểu cốt và dân bản xứ nơi này như nước với lửa xét cho cùng vì hệ thống tu luyện của họ, tất cả đến từ sông lớn. Nó chính xác hơn là đầu nguồn sông lớn. Giờ tiểu cốt đang lao về hướng đó. Không ai thấy tình huống. Chỉ có thể chờ đợi. Qua ba ngày, phương xa lấp lánh ánh sáng lục, rất nhanh tiểu cốt xuất hiện. Ánh sáng lục bao trùm toàn thân tiểu cốt, nó vẫn chỉ là một khúc xương đang lao nhanh ra khỏi khói đen. Tiểu cốt đến trước mặt lăng hàng thì đứng lại, mọc ra thịt rồi phát ra tiếng u ơ yếu ớt, ngất xỉu. Tiểu cốt đã đến cuối con sông chưa? Nếu rồi thì nó gặp gì ở đó? Trông như tiểu cốt trải qua trận huyết chiến bị thương rất nặng. Đã kiệt sức. Mọi người rất tò mò, nhưng tiểu cốt không tỉnh lại nên không hỏi gì được. Lăng hàng hỏi tiểu tháp, ngươi biết chuyện này là sao không? Tiểu tháp trầm ngâm dây lát mới trả lời, đây là hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, ta chưa từng nghe thấy. Tu luyện khác nhau đối ứng với hoàn cảnh thiên địa khác nhau, rất kỳ dị. Lăng Hàn lại hỏi, ngươi có thể sử dụng lực lượng hắc tháp để ta vào khu vực này không? Tiểu tháp vẫn chua ngoa như cũ, nếu ngươi thấy mình sống đủ lâu rồi thì thử đi. Lăng Hàn không để bụng, nếu không đã bị tiểu tháp chọc tức chết từ lâu. Lăng Hàn lại hỏi, tiểu cốt thì sao? Ngươi nhìn thấu chi tiết của nó không? tiểu tháp lại trầm ngâm nói có chút suy đoán chắc liên quan tiên vương cụ thể ra sao thì ta không rõ ràng dù sao ta chưa phục hồi hoàn toàn liên quan đến tiên vương lăng hàng giật mình sau đó gật gù lôi hỏa đại đế nói khói đen này có thể xóa sổ cả tiên phủ cảnh rất có thể là sức chiến đấu tiên vương tiểu cốt vào trong rồi ra được thì dính líu đến tiên vương cũng hợp lý ba ngày sau tiểu cốt tỉnh lại dường như tiểu cốt đã quên mình bị thương, hăng hái reo lên, u o o. Khả năng phục hồi cao thật. Lăng Hàng hỏi, tiểu cốt, ngươi thấy gì bên trong? Tiểu cốt cứ u ơ, nó chỉ biết lặp lại, còn chủ động nói thì toàn là u với ơ, hơ tay múa chân nửa ngày không được gì. Mọi người nóng ruột nóng gan. Đại hắc cẩu lẩm bẩm, bổn tọa rất muốn cắn nó. Đại hắc cẩu chỉ nói miệng chứ không dám làm thật, ánh mắt nó sắc bén sớm nhận ra tiểu cốt không tầm thường lăng hàng ngẫm nghĩ nói tiểu cốt ngươi có biết cái này không lăng hàng rút một phần trí nhớ diễn hóa ra tiểu cốt gật đầu u ô ư tiểu cốt chỉ một cái có hình ảnh ký ức hiện ra lại đi lên chút nữa lại đi lên chút nữa rất nhanh cảnh tượng tiểu cốt lao vào khói đen hiện ra lăng hàng không thúc giục tua ngược nữa Hắn tập trung nhìn chăm chú. Những người khác cũng vậy. Bọn họ rất là tò mò trong khói đen ẩn giấu bí mật gì, tận cùng sông lớn có cái gì. Tại sao một dòng sông mà sinh ra nhiều cường giả như thế, thậm chí xuất hiện hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu Cốt lao vào khói đen, rất nhanh chỉ còn lại khúc xương tỏa ánh sáng trắng chống cự khói đen xâm thực, một đường tiến lên. Nhưng tốc độ của Tiểu Cốt càng lúc càng chậm khói đen tạo áp lực lớn cho nó. Khi tiểu cốt không chịu nổi nữa chỉ có thể quay lại thì con sông lớn đã đến cuối, đằng trước xuất hiện một bóng đen to lớn. Đó là một xác chết. Đây là một người khổng lồ, hình dạng giống người nhưng có hai cặp mắt trên và dưới, gần như dính sát vào nhau. Da y không đen, thật ra có màu vàng, giống kim loại. Nhưng trên làn da vàng có các ký hiệu đen một ký hiệu đủ trấn áp vạn cổ chư thiên khói đen vô tận phát ra từ người khổng lồ hóa thành một con sông lớn chảy xiết người có máu chảy ra biến thành vật chất tinh hoa trong sông căn nguyên võ đạo trong bí cảnh này là một xác chết quá kinh người chỉ uống nước sông lớn tiếp xúc một chút ý chí võ đạo của người khổng lồ đã hình thành hệ thống tu luyện hoàn toàn mới nơi này tồn tại bao nhiêu năm rồi có ghi chép chính thức đều đến ngàn ức năm ít nhất là ngàn ức năm, nhưng người khổng lồ vẫn đang chảy máu, xem bộ dạng hình như có thể tiếp tục chảy ngàn ức năm nữa. Tiếp theo là hình ảnh tiểu cốt chạy về, không có ý nghĩa gì. Mọi người không biết nên nói cái gì. Bàn chân cũng bị rung động, cả hoàn toàn không ngờ nơi này xuất hiện thứ kinh người như vậy. Cả phải báo về gia tộc, có lẽ chỗ này có một vị tiên vương chết. Công pháp tiên vương. Mắt bàn chân đỏ ngầu, nếu được công pháp tiên vương thì bàn gia sẽ một bước lên trời từ thế lực nhị tinh lên tam tinh tứ tinh thậm chí thẳng đến ngũ tinh trở thành đạo thống cấp tiên vương lăng hàn gật đầu nói tiểu cốt ngươi có thể hái gốc dược đó về không lăng hàn chỉ hướng tiên thiên thông linh quả cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé